chương 241, lễ tế Hắc Long. Giang thần kích động liếc ngân mị một cái. Cô ta phản ứng cực kỳ nhanh, rất khá. Đúng rồi, phải xử lý Đinh Ngọc Long và người anh ta đưa tới như thế nào. Giang thần nhìn sang hứa tinh và đường sở sở, lên tiếng hỏi. Báo cảnh sát đi, hứa tinh đáp. Chuyện này giờ đã không còn là chuyện nhỏ nữa rồi, đây là phạm tội, cần có cảnh sát vào cuộc. Ừm, đúng đó, tôi cũng tán thành. Giang thần gật đầu. Hứa Tinh lôi điện thoại ra, trực tiếp gọi cho cảnh sát. Còn Giang Thần, anh lấy thuốc giải độc từ trên người Đinh Ngọc Long ra, sau đó đưa cho các bạn học lớp 1, lớp 2 uống để giải độc. Những người này sau khi tỉnh lại biết được đầu đuôi câu chuyện, ai nấy đều tức đến mức mở miệng chửi rủa. Toàn bộ đám người được Đinh Ngọc Long dẫn theo đều bị Giang Thần hạ gục cả, bấy giờ bọn họ đang nằm la liệt trên đất kêu la thảm thiết, còn những bạn học lớp 1, lớp 2 cũng chia ra tìm dây thừng giúp anh trói đám người ấy lại. Audio điện tử võ tấn bền Trông thấy Đinh Ngọc Long nằm thoi thóp trên mặt đất, đúng quần nhúm máu, những bạn học này đều không nhịn được mà hít vào một hơi khí lạnh. Tại sảnh chính khách sạn, làng Long Tuyền, những người đi cùng Đinh Thụy Long đều đã bị trói lại. Anh ta cũng bị vứt dưới đất, xương cốt đều đã bị đánh gãy, cây gậy, thứ ba giờ cũng thành phế vật, anh ta ngồi dựa vào một cái cột, gương mặt toát lên vẻ đau đớn cùng cực, ngay cả sức nói chuyện cũng không còn. Giang thần, anh ra tay cũng thật độc ác hứa tinh nhìn những người này một lượt lướt tới chỗ đinh ngọc long thấy anh ta bị thương nặng ngồi thở thoi thóp như sắp chết cô ta không khỏi nhíu mày nói vết thương của đinh ngọc long có vẻ rất nghiêm trọng thế này liệu có chết người không nếu anh ta chết thì rắc rối lắm giang thần vì tiện mỉm cười yên tâm đi tuyệt đối sẽ không chết người à đúng rồi sau khi cảnh sát tới mọi người phải làm chứng cho tôi đấy tôi chỉ là phòng vệ chính đáng thôi nghe anh nói vậy những người còn lại không khỏi sửng sốt phòng vệ chính đáng anh chẳng bị thương chỗ nào còn những người kia thì đều bị anh đánh cho gãy tay lìa chân đấy mà là phòng vệ chính đáng ư có mà là cố ý tấn công mới đúng hứa tinh nhìn giang thần một lúc tên này càng ngày càng bí hiểm không những y thuật cao cường mà ngay cả võ thuật cũng rất lợi hại sau khi mọi chuyện kết thúc địa vị của giang thần chính thức thăng hạc rất nhiều người chủ động tới chào hỏi anh Cảm ơn anh vì đã cứu bọn họ lần này, bằng không hậu quả khó mà lường được. Đường đến khu vực thành phố này có hơi xa, cho nên phải 2 tiếng đồng hồ sau, cảnh sát mới tới. Bọn họ tra hỏi cặn kẽ mọi chuyện rồi mới đưa Đinh Ngọc Long đi. Cả quan viên cũng bị cảnh sát giải đi. Cảnh sát đi rồi, Ngân Nghị được Mộc Vinh đưa về Giang Trung trị thương. Những người còn lại cũng hơn 3 giờ sáng mới về phòng nằm nghỉ. Đường sở sở qua phòng Hứa Tinh, chỉ còn lại giang thần một mình trong phòng. Một đêm tĩnh lặng cứ thế mà trôi qua. Sáng hôm sau, lần này hứa tinh tổ chức gặp mặt, thứ nhất là vì cô ta ở nước ngoài đã nhiều năm không liên lạc với bạn bè, nhân cơ hội này muốn gia tăng mối quan hệ. Thứ hai là vì giúp Hắc Long giang thần lập bia tế Hắc Long. Cô ta đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Tại một ngọn núi cách làng Long Tuyền khoảng 3 km. Trong một khu rừng rậm rạp, cây cối xung quanh đều đã bị đốn xuống từ trước. Vài công nhân đang sửa sang lại phần mộ, những người này đều là do từ thanh thuê. Bên trên phần mộ có để một dòng chữ rõ ràng, mộ của Hắc Long Giang Thần. Giang Thần đứng một bên nhìn cảnh này, trong lòng như cảm thấy không mấy dễ chịu. Mọi người bắt đầu làm lễ tế. Giang Thần đi tới một chỗ cách đó không xa, ngồi xuống tảng đá, anh rút một điếu thuốc, châm lên và hút, đơn thương độc mã phả ra làn khói thuốc phiền muộn trước mộ phần. Hứa tinh đi tới, đứng trước tấm bia, trong đầu cô ta lúc này bỗng hiện lên ký ức về từng câu chuyện cũ. Trong lòng cô ta rất khó chịu, khóe mắt ướt đẫm, nước mắt cứ thế lăn dài xuống gỏ má. Hứa tinh đã đợi giang thần 10 năm, đến cuối cùng lại là kết cục thế này đây. Đường sở sở cũng cảm thấy hoảng hốt. Hắc Long chính là người nhà họ Giang được cô cứu vào 10 năm trước, là cái người đã thay đổi vận mệnh nửa đời người của cô là người trước đây vẫn luôn ở đằng sau hỗ trợ giúp đỡ cô cô còn chưa có dịp cảm ơn hắc long một cách đàng hoàng thì anh ta đã chết rồi đỗ tiểu quyên cũng trở nên trầm mặc năm đó cô ta còn là một cô gái đầu gấu học hành dở tệ chính là nhờ giang thần đã cổ vũ khích lệ cô ta làm thay đổi cả nửa đời cô ta vậy mà đỗ tiểu quyên còn chưa được gặp giang thần anh đã chết mất rồi những bạn học lớp một đều rơi vào im lặng năm đó lớp trưởng lớp bọn họ chính là Hắc Long, anh đã vì quốc gia mà không ngại xông pha trận mạc, bảo vệ an toàn cho tổ quốc, cuối cùng lại bỏ mạng nơi biên giới. Sau lễ truy điệu, mỗi người đều cắm xuống phần mộ một nén hương. Mãi tới trưa, lễ tế mới kết thúc. Trên đường trở về, Giang Thần diều đường sở sở, anh tỏ ra ân cần, quan tâm nhắc nhở: Vợ ơi, đường trên núi khó đi, em cẩn thận một chút kẻo ngã, hay là để anh phóng em? Cây ếch, không cần đâu đường sở sở đỏ mặt, trước mặt bao nhiêu người mà làm vậy cô sẽ ngại chết mất. Hứa tinh chứng kiến cảnh này, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy có chút ngưỡng mộ. Cô ta ngưỡng mộ đường sở sở sao lại có được người chồng như giang thần, lúc nào anh cũng kể cạnh bên cô. Đoàn người trở lại làng Long Tuyền. Vốn dĩ, đường sở sở định ăn chưa tại làng xong mới về. Nhưng đột nhiên người nhà gọi điện thoại đến nói nhà họ từ đang nhầm vào nhà họ đường, sáng sớm hôm nay, người ở toàn án đã ra lệnh đóng băng toàn bộ tài khoản ngân hàng nhà họ đường, còn nhấn mạnh việc đuổi cổ người nhà họ đường ra khỏi căn biệt thự lớn, nói là phải dọn dẹp lại biệt thự, phục vụ việc đem nó mang đi đấu giá. Đường sở sở nghe được tin này, cô lập tức báo lại ngay cho Giang Thần. Giang Thần cau mày, hỏi, sao lại như vậy, chẳng phải em đã trả xong số nợ cho nhà họ từ rồi sao, sao bây giờ họ lại ra tay với nhà họ đường. Đường sở sở lắc đầu, em không biết, có thể là do hôm qua đã đắc tội với hứa khung cho nên giờ anh ta mới mượn cớ đó để ra tay với nhà họ đường giang thần nói về xem thế nào đường sở sở nhanh chóng chào từ biệt mọi người giang thần cũng đi tới chỗ lâm tử minh cười nói tử minh dạ anh giang lâm tử minh vừa mừng vừa lo vội vàng đứng dậy hỏi anh giang có chuyện gì sao giang thần đưa điện thoại của mình cho anh ta sau đó vỗ vai lâm tử minh Nói tôi phải về Giang Trung rồi, sau này có gặp khó khăn cứ gọi cho tôi nhé." Nói rồi anh xoay người rời đi. Giang thần lái xe đưa Đường Sở Sở về Giang Trung. Lúc về tới nơi cũng đã 2 giờ chiều. Tại nhà của Đường Sở Sở, có không ít người tới tham dự tiệc họp mặt. Cả nhà Đường Hải, rồi còn có nhà Đường Kiệt, mấy chục người đều tề tựu đông đủ. Giang thần và Đường Sở Sở đi tới. Đường Sở Sở hỏi, "Ông nội, có chuyện gì vậy?" sao nhà họ hứa lại ra tay với nhà họ đường. Đường Thiên Long thở dài một hơi. Đường sở sở nhìn sang đường hải. Ông ta cũng trầm ngâm không nói năng gì. Rốt cuộc chuyện là sao vậy? Đường sở sở cuống rồi. Lúc này đường Thiên Long mới thở dài đáp, nhà họ ngụy gây khó dễ cho nhà họ đường, để cả nhà chúng ta rơi vào cảnh nguy hiểm. Nhà họ đường vẫn đang nghĩ cách làm sao vượt qua mối nguy này, chẳng hiểu sao đường lỗi lại tìm đến người nhà họ hứa, mượn người ta 500 triệu, nhà họ hứa đã kiện nhà chúng ta, giờ thì tài khoản ngân hàng, xe, nhà của mọi người đều bị tòa án cưỡng chế tịch thu hết rồi. Người nhà họ đường ai nấy đều im lặng não nề. Hà Diễm Mai nói nhỏ, bố ơi, nhà bọn con nhỏ lắm, không chứa được từng này người đâu, mọi người tới đây là muốn làm gì thế? Vốn dĩ bà ta định đuổi mấy người này đi, nhưng giờ thấy nhà họ đường gặp nạn xa sút bà ta cũng có hơi không đành lòng. Giang thần cũng không ngờ nhà họ hứa lại hành động nhanh đến vậy vừa mới hôm qua đắc tội với hứa khung vậy mà nay nhà họ đã chuẩn bị kế hoạch nhằm vào nhà họ đường rồi anh nhìn đường sở sở hỏi cô sở sở trong thẻ của em còn tiền không đường sở sở khẽ lắc đầu không còn đang nợ ấy mẹ còn mẹ thì sao giang thần nhìn hà diễm mai mẹ cũng không còn hà diễm mai mở miệng nói mấy chục triệu lúc trước đều rút ra để sở sở trả nợ rồi giang thần nhìn mấy người nhà họ đường đang ở trong phòng nói trong thẻ của con vẫn còn một ít tiền, tạm thời mọi người tìm chỗ nào ổn định để ở đã, đợi đại hội y học kết thúc, con sẽ dẫn đầu nhà họ đường đứng lên giành lại mọi thứ, cái gì mà thương hội tứ hải, cái gì mà nhà họ ngụy, nhà họ hứa, cái gì mà liên minh năm huyện, tất cả đều sẽ phải giạt hết sang một bên của con. Giang thần, con muốn chết phải không? Hà Diễm Mai đứng phát dậy, mắng, hiện giờ ngay cả bản thân cũng khó giữ, con lấy đâu ra tiền đi lo cho bọn họ. Giang thần đáp lại tỉnh bơ, chuyện này đều vì sở sở mà thôi, nhà họ đường cũng là vì bị sở sở liên lụy mới rơi vào hoạn nạn. Nói xong, anh nhìn đường thiên long. Ông nội, giờ cháu sẽ chuyển một triệu cho ông trước, ông dẫn mọi người đi tìm chỗ nào ở tạp, nhà họ ngụy và hứa, để đó cháu từ từ xử lý. chương 242, suy nghĩ của hứa tinh. Giang thần nhắc đến số tiền một triệu, đường sở sở mới nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm qua, hôm qua còn ở làng Long Tuyền, Giang Thần có chuyển cho Đinh Ngọc Long 3 triệu, cuối cùng lại thu về 3 triệu đồng. Vốn dĩ cô định tối đó sẽ hỏi anh. Có điều hồi tối xảy ra nhiều chuyện quá, cô không kịp hỏi. Giang Thần, anh lấy tiền đó ở đâu ra? Cô sụ mặt chất vấn Giang Thần. Cái này. Giang Thần ngượng nghịu gãi đầu, vừa cười vừa nói, đàn ông mà, luôn có tiền dự phòng. Số tiền này là do lần trước anh chuyển từ thẻ ra, anh lo em sẽ lỗ sạch tiền, sau này ăn uống đạm bạc nên mới. Nghe xong, Đường Sở Sở không nói gì nữa. Cô vô dụng, chính cô đã làm lỗ mất số tiền 200 triệu mà Giang Thần đưa cho mình. Hà Diễm Mai đứng bên cạnh, gương mặt cũng trở nên trầm mặc. Hiện giờ nhà bà ta còn đang khó khăn, vậy mà Giang Thần lại đem tiền đi giúp Đường Thiên Long. Ông nội, số thẻ của ông là gì? Giang Thần nhìn Đường Thiên Long, Đường Thiên Long ngồi trên ghế sofa, ông ta không ngờ được rằng có ngày mình cũng phải sống nhờ vào tiền của một đứa cháu ở rể là Giang Thần. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Giờ bọn họ chẳng có ai còn tiền trong thẻ nữa, không có số tiền này của Giang Thần thì ngay cả bữa cơm cũng là cả vấn đề với họ. Ông ta không từ chối, chỉ nói, "Giang Thần, cứ coi như ông mượn cháu số tiền này, đợi sau khi nhà họ Đường vượt qua khoảng thời gian khó khăn, ông sẽ trả lại cháu gấp 10 lần." chỉ là lúc nói câu này đường thiên long cũng có hơi không dứt khoát hiện giờ nhà họ đường đang đắc tội với nhà họ ngụy và nhà họ từ hai nhà này đều là gia tộc trong liên minh năm huyện nhà họ đường muốn trở mình cũng khó đường thiên long đọc số thẻ ngân hàng giang thần bắt đầu chuyển khoản đường thiên long tỏ ra cảm động còn những người nhà họ đường khác thì xị mặt ra bọn họ đều cho rằng sở dĩ nhà họ đường rơi vào hoàn cảnh này đều do đường sở sở gây ra hết Đường lỗi bất mãn nói, Giang thần, đừng tưởng đưa tiền là chúng tôi sẽ cảm ơn cậu, nhà họ đường rơi vào bước đường này cũng do đường sở sở hết, không có cô ta thì giờ chúng tôi vẫn đang sống trong biệt thự rộng lớn. Đúng vậy, đường sở sở đúng là đồ sao trổi, đắc tội với ai cũng được, đằng này lại là nhà họ ngụy và nhà họ hứa. Đáng lẽ phải đuổi cổ cô ta ra khỏi dòng tộc từ 10 năm trước mới đúng. Người nhà họ đường đều bất mãn nói rằng tại đường sở sở mà bọn họ mới ra nông nỗi này. Họ tuôn ra toàn lời khó nghe. Đường sở sở đối lý, cô biết tại mình mà nhà họ đường mới gặp nạn như này, cho nên cô cố gắng cúi đầu xin lỗi từng người một. Giang thần khẽ xua tay, ngăn lại trận cãi nhau của bọn họ, đừng nói nữa, cũng đâu có gì ghê gớm, mọi người sẽ vượt qua khó khăn sớm thôi, hai ngày nữa là đại hội y học Giang chung rồi, lúc đó chúng ta phải nắm bắt thời cơ, giành được danh hiệu thần y. Danh hiệu Thần y, Đường Dũng, con trai Đường Kiệt nhìn Giang Thần, tỏ ra khinh bỉ nói, "Giang Thần, dựa vào cậu sao?" Em gái Đường Nguyệt của anh ta cũng nói chen vào, "Đúng vậy, lại còn muốn đạt được danh hiệu Thần y, đúng là vớ vẩn." Người nhà họ Đường chẳng có ai tin Giang Thần. Giang Thần chỉ cười một cái bâng quơ, anh cũng không dài dòng giải thích. "Được rồi, đi thôi, đi tìm nơi nào ở tạm rồi tính tiếp." Đường Thiên Long đứng dậy, hô hào mọi người cùng đi người nhà họ đường đi hết rồi lúc này hà diễm mai mới đứng dậy đánh cái bốp vào gáy giang thần mắng giang thần con làm cái gì vậy con nhiều tiền lắm sao con đưa tiền cho lão già bảo thủ đó mẹ đường sở sở đứng dậy nói đỡ cho giang thần dù sao thì chuyện này cũng do con mà ra nếu không phải tại con con im miệng cho mẹ hà diễm mai mắng nhiếc đường sở sở nhất thời không nói được gì hà diễm mai chỉ vào sống mũi giang thần liên tục xỉ vả. Cuối cùng, bà ta mới giơ tay ra nói, còn bao nhiêu tiền mau lấy ra hết, để mẹ cất. Giang thần biết nếu hôm nay anh lấy chỗ tiền này ra thì kiểu gì người mẹ vợ này cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình. Con người trong mắt anh khẽ đảo đảo. Đường sở sở biết hôm qua anh đã đưa 3 triệu cho Đinh Ngọc Long. Giờ anh lấy một triệu ra. Mẹ ơi, con, con chỉ còn có 2 triệu, đó, đó là tiền lương 10 năm đi lính của con, không nói nhiều, lập tức chuyển vào tài khoản của mẹ. Được, được ạ." À. Giang Thần lấy điện thoại ra, đăng nhập vào mạng chuẩn bị chuyển khoản. Đợi sau khi tiền được bắn sang tài khoản của mình rồi, Hà Diễm Mai mới buông tha cho Giang Thần. Đường Sở Sở kéo Giang Thần về phòng. Trở về phòng, cô cúi đầu giống như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì đó, "Chồng ơi, em xin lỗi, là do em vô dụng khiến anh gặp phiền phức." Giang Thần chỉ đáp, "Không sao." có điều lần này thật sự hết tiền rồi. Hai đường sở sở ngồi trên giường, cô thở dài thườn thượt. Biết trước sẽ thế này thì em đã không mua lại vĩnh thái, giờ gây ra bao nhiêu chuyện, không những hết sạch tiền trong thẻ mà còn liên lụy đến gia tộc. Cô tự trách bản thân, định giơ tay tự vả mặt mình. Giang Thần kịp thời kéo tay cô lại. Em là cái gì vậy? Anh nói rồi, không sao cả, anh sẽ giải quyết, cho anh chút thời gian được không? Hu hu đường sở sở nhào vào ngực giang thần khóc toáng lên giang thần ôm lấy cô mùi hương từ người anh phả vào mũi cô anh ôm sở sở an ủi rất lâu lúc này đường sở sở mới thôi không khóc nữa bèn hỏi chồng ơi giờ nhà họ đường coi như là tận diệt rồi ngay cả bữa cơm ăn cũng thành vấn đề anh có cách nào giúp bọn họ vượt qua độ này trở lại như cũng được không giang thần đáp tạm thời thì chưa nhưng sẽ có nhanh thôi trước mắt cứ để bọn họ nếm chút mùi vị sống vất vả đã người nhà này quá tự phụ luôn rồi ừm chuyện tới nước này đường sở sở cũng không còn cách nào khác giờ cô lại rất tin tưởng vào giang thần dạo này từ anh toát ra một loại năng lực rất mạnh giúp cô vượt qua mấy lần gặp khó khăn giang thần đứng dậy nói đúng rồi anh ra ngoài một lát được đường sở sở gật đầu cô không hỏi giang thần ra ngoài làm gì giang thần rời khỏi phòng chào hà diễm mai bà đường bác một tiếng rồi rời khỏi nhà anh lái xe tới phòng khám phàm nhân cùng lúc này trong phòng làm việc của phó tổng giám đốc trên tầng cao nhất tòa nhà thời đại khoa hứa tinh mặc một bộ quần áo công sở lịch sự áo tắc và quần đùi màu đỏ tất đen đi kèm với giày cao gót màu đỏ mái tóc dài ánh đỏ xoăn bồng bình rủ xuống bờ vai cô ta làn da trắng nõn đôi môi đỏ mọng gợi cảm từ cơ thể tỏa ra nét quyến rũ trưởng thành của một người phụ nữ thành thị. Cô ta cầm một chiếc bút trong tay, đầu ngón tay không ngừng quay tròn chiếc bút. Giang thần này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Cô ta đăm chiêu nghĩ ngợi. Hứa Tinh vẫn luôn tưởng rằng Giang thần chỉ là một tên phế vật. Là bởi vì sau khi trở về Giang Trung, Hứa Tinh đã nghe nói không ít chuyện, cộng thêm sau khi chạm mặt Giang thần, cô ta càng không thấy anh có bất cứ ưu điểm nào. Vậy mà lần này tới làng Long Tuyền, Giang Thần lại thể hiện trình độ y học giỏi đến đáng sợ của mình. Anh chỉ cần mấy cây kim châm đã có thể ép nọc rắn độc từ trong người cô ta ra ngoài, còn ép được cả thuốc kích dục trong người cô ta ra nữa. Sau khi trở về, cô ta có đặc biệt tới bệnh viện, tìm vài bác sĩ đứng tuổi dày dặn kinh nghiệm để hỏi thăm. Kết quả nhận được thật không thể tin nổi. Bác sĩ đó nói, không có người nào chỉ dựa vào mấy cây kim châm đã có thể ép được nọc rắn độc và thuốc kích dục đã phát tác ra ngoài cơ thể. Vậy mà Giang Thần lại làm được điều đó. Còn nữa, thân thủ của Giang Thần, anh quá mạnh. Mấy tên vệ sĩ của Hứa khung đều không thể lết nổi dù chỉ một bước sau một chiêu của anh. Cả tối hôm qua, Giang Thần cũng một mình hạ đo ván người mấy người đi cùng Đinh Ngọc Long. Điều quan trọng hơn là, Giang Thần không giống những người đàn ông khác hứa tinh tự nhận mình xinh đẹp quyến rũ, không thua kém gì đường sở sở. Thậm chí cô ta còn đẹp hơn sở sở. Những người đàn ông khác nhìn thấy cô ta đều nổi nên dục vọng, ham muốn. Nhưng Giang Thần, tối hôm qua, cô ta đang dìu Giang Thần, đường sở sở vừa xuất hiện thì anh đã ngó lơ cô luôn. Ung dung điềm tính, không để lộ tài năng, năng lực giỏi giang, trình độ y học đáng sợ, chỉ trung tình với một mình đường sở sở. Là một người phụ nữ, hơn nữa còn là người có giác quan thứ sáu cực kỳ nhạy cảm, hứa tinh cảm nhận được chồng của đường sở sở nhất định không phải người bình thường. Giang thần, anh đã thành công khơi lên sự hứng khởi trong tôi, ngược lại tôi muốn xem xem rốt cuộc anh là ai. Khóe môi hứa tinh cong lên, nở một nụ cười nhàn nhạt, Sau đó cô ta cũng tạm thời gác lại chuyện này, tập trung vào đống tài liệu công việc trong tay. Còn Giang thần, sau khi rời khỏi nhà họ đường, anh lái xe tới phòng khám phạm nhân. Tối qua, Giang Thần đã dặn Mộc Vinh đưa Ngân Mị về đây. Anh, Mộc Vinh đang ngồi trong phòng trông thấy thế bèn đứng dậy, gương mặt hiện lên vẻ xuất sắng. Anh ta đã gần 30 tuổi, cao mét 9, cơ thể lực lưỡng, khỏe mạnh. Giang Thần phất tay, Ngân Mị cũng đứng dậy, kêu một tiếng anh Giang. Giang Thần nhìn cô ta, lúc này Ngân Mị đã không còn mặc bộ quần áo giả hành mà đổi lại là một chiếc váy vừa vặn với cơ thể, vóc người cô ta rất đẹp khuôn mặt xinh xắn hợp với mái tóc đen dài, nhìn khá thanh thuần. Nhìn khuôn mặt này, làm gì có ai nghĩ ngân mị lại là một sát thủ chứ? Ừm, Giang thần khẽ gật đầu. Mộc Vinh, cậu lập tức liên hệ với các anh em, bảo họ cùng tôi đi giải quyết một chuyện. Giang thần phải đi gặp quỷ kiến sầu một chuyến. Hiện giờ tiêu giao vương không thể trợ giúp anh được, anh lại cần nhiều tình báo hơn nữa, không có quỷ kiến sầu, anh chẳng khác nào đứng dưới bóng đèn đã tắt chương 243, sao huyệt của quỷ kiến sầu. Quỷ kiến sầu nắm trong tay mạng lưới tổ chức tình báo khắp thế giới ngầm. Đối với Giang Thần, điều này rất có ích. Anh nhất định phải khuất phục được quỷ kiến sầu, khiến ông ta phải làm việc cho anh. Không có quỷ kiến sầu làm tình báo, anh sẽ giống như ngọn đèn tắt lụi, làm việc gì cũng phải cẩn thận, dè chừng. Vâng, Mộc Vinh nhận lệnh rồi lập tức gọi một cuộc điện thoại, báo với các anh em, nhanh chóng chuẩn bị hành động. Anh Giang, có cần tôi đi cùng không?" Ngân Mị hỏi. Giang Thần phất tay, đáp "Không cần đâu, cô vẫn đang bị thương, cần phải tĩnh dưỡng." Đúng rồi, Ngân Mị định nói gì đó rồi lại thôi. Giang Thần nhìn cô ta, hỏi "Sao vậy, có vấn đề gì sao?" Ngân Mị nói, "Là thế này, anh Giang, tôi không có hộ khẩu, không có thân phận gì, rất khó để đi lại hành động trong thành phố lớn, anh có thể giúp tôi làm giấy tờ chứng minh thân phận được không?" "Được." không thành vấn đề. Giang thần gật đầu, sau đó cùng Mộc Vinh đi ra ngoài. Mộc Vinh lái xe chở Giang thần tới tiệm sửa chữa của quỷ kiến sầu. Đại ca, hắc tướng quân thế nào rồi? Giang thần nói, chắc không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu. Đã hai ngày nay anh không tới thăm tiểu hắc. Phía bệnh viện quân khu cũng không gọi điện tới, điều này chứng tỏ cậu ấy vẫn đang an toàn. Hai tiếng sau, chiếc xe đã đến tiệm sửa chữa. Bên ngoài cửa tiệm, Mộc Vinh hỏi: "Đại ca, nhiệm vụ cụ thể là gì?" Giang Thần hỏi: "Các anh em đến hết chưa?" "Tất cả đều đang trên đường tới đây, khoảng 5 phút nữa sẽ có mặt." "Ừm, chúng ta vào trong trước." "Vâng." Mộc Vinh gật đầu. Giang Thần xuống xe. Mộc Vinh cũng xuống ngay sau đó. Hai người đi vào tiệm sửa chữa. Một người thợ sửa chữa người dính đầy dầu máy đi ra, anh ta cầm cờ lê trong tay, nhìn Giang Thần và Mộc Vinh, bộ dạng nghi ngờ. Hỏi, hai vị tới. Sửa xe sao? Giang Thần ung dung đáp, tôi tới tìm ông chủ các anh. Sắc mặt người thợ sửa xe này thoáng thay đổi, vội vàng nói, ông chủ gì chứ, tôi không biết anh đang nói gì cả, ông chủ tôi không có ở đây. Giang Thần đi tới, nhấc chân lên định đạp. Tên thợ sửa xe này lập tức bị anh đạp bay ra xa, ngã nhào xuống đất. Cú đạp này thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Thấy thế, có khoảng hơn 20 người thợ sửa bèn cầm gậy sắt hung hăng bổ nhào về phía Giang Thần. Một tên đàn ông cường tráng chỉ tay vào anh, thét lên, thằng nhãi danh, mày làm gì thế, muốn kiếm chuyện à? Không biết đây là nơi nào sao, để tao đánh quẻ chân mày. Đại ca, để đó cho em. Mộc Vinh xông ra. Lúc ở Nam Hoang, anh ta chỉ là một thành viên bình thường trong quân Hắc Long, chức vụ rất thấp, thấp tới mức ngay cả cơ hội gặp mặt Giang Thần cũng khó có được. Giờ anh ta bị điều đến giang trung, sát cánh bên giang thần, anh ta rất muốn thể hiện thật tốt cho anh xem. Anh ta siết chặt nắm đấm, lao về phía trước. Hơn 20 tên thợ sửa xe tay cầm gậy sắt, nhoáng một cái bèn xông thẳng vào tấn công Mộc Vinh. Giang thần đứng một bên quan sát. Thân thủ Mộc Vinh khá tốt, nhanh chóng đánh gục được những tên thợ kia, bọn họ nằm xải lai trên mặt đất, kêu la thảm thiết. Mộc Vinh đi tới, cười nói, "Đại ca, anh thấy sao?" không khiến anh mất mặt không khiến quân hắc long mất mặt chứ giang thần khẽ gật đầu ừm um, kỹ thuật không tệ nhưng ở giang trung cậu đừng nhắc đến quân hắc long vâng mộc phinh gật đầu đáp lại đại ca em lỡ miệng giang thần bước tới chỗ một tên thợ đang nằm lấy chân dẫm lên người hắn lạnh giọng nói tôi nói rồi tôi muốn gặp ông chủ của các người còn không mau dẫn đường đúng lúc này một người đàn ông trung niên xuất hiện Người này là người thân cận bên cạnh Quỷ Kiến Sầu, cũng chính là người giả mạo Quỷ Kiến Sầu ra gặp Giang Thần lần trước. Giang Thần, cậu đang làm gì ở đây vậy? Sắc mặt ông ta u ám, rõ ràng là không muốn nể mặt Giang Thần. Ông ta rút một khẩu súng ra chĩa thẳng vào Giang Thần, lạnh lùng nói, đây không phải nơi cậu có thể tới, mau cút cho tôi. Giang Thần liếc ông ta một cái, rồi anh vòng tay ra sau hông, từ trong chiếc áo gió rộng rãi rút ra một cây kim châm. Ngón tay anh khẽ vẩy một phát, cây kim châm lập tức bắn ra. Á! À, cổ tay người thân cận với Quỷ Kiến Sầu bị ngân châm đâm trúng, ông ta đau quá lập tức thả tay ra, khẩu súng rơi xuống đất. "Đại ca, người tới rồi." Mộc Vinh nói. "Ừm." Giang Thần gật đầu, nói truyền lệnh tôi tới các anh em, bảo họ bao vây toàn bộ tiệm sửa xe này, không được để lọt dù chỉ một người, số còn lại thì cùng tôi xông vào trong. Mộc Vinh lập tức đi căn dặn đàn em. Lúc này bên ngoài tiệm sửa xe. Có tới hơn trăm chiếc xe van đang rồng rắn kéo tới. Cửa xe mở ra, một vài người mặc vest đen, tay cầm theo vũ khí bước xuống. Những người này lập tức bao vây toàn bộ nhà xưởng, còn lại đều đi vào bên trong tiệm sửa xe. Đại ca, mấy trăm người tiến vào cửa tiệm, ai nấy đứng thẳng tắp nghiêm chỉnh, đồng loạt hô vang. Thấy cảnh này, những người có mặt bên trong cửa tiệm đều biến sắc. Giang thần xảy bước về phía trước. Đã quen với đường đi lối lại, anh nhanh chóng tiến tới chỗ cửa ngầm, mở nó ra. Giây phút cánh cửa ngầm mở ra, có mấy họng súng đã trực chờ chĩa thẳng vào anh. Không đợi Giang Thần mở miệng, mấy người sau lưng anh đã nổ súng, mấy người đứng giữ cửa kia lập tức bị bọn họ bắn chết, ngã dạp xuống đất. Sau đó bọn họ đi lên đằng trước, làm nhiệm vụ mở đường. Giang Thần đi giữa đám bọn họ. Đường xuống lòng đất càng lúc càng sâu. Trên đường đi xuống, tất cả đều là những người lính đánh thuê trang bị vũ khí đầy đủ, nhưng làm sao họ có thể địch lại những sát thủ quân Hắc Long từng kinh qua trăm trận, và lại một nghìn người trong quân Hắc Long được giang thần điều tới này đều là những người cực kỳ tinh nhuệ. Càn quét suốt chặng đường Bọn họ nhanh chóng thâm nhập vào nơi sâu nhất trong căn phòng bí mật dưới lòng đất. Sâu trong lòng đất, tại một căn phòng tuyệt đẹp, đàn em của quỷ kiến sầu đang quỳ dưới đất, trên đỉnh đầu bọn họ có họng súng đang chĩa xuống giang thần ngồi trên sofa hút thuốc vẻ mặt anh thờ ơ nói quỷ kiến sầu đâu mau bảo ông ta tới gặp tôi ngay quỷ kiến sầu còn có một danh xưng khác là phương vĩnh cát người được mệnh danh là thần y giang trung bình thường ông ta sẽ không có mặt ở đây một người thân cận lập tức gọi điện thoại cho quỷ kiến sầu lúc này quỷ kiến sầu đang ngồi nói chuyện với mấy bác sĩ có tiếng trong giới bọn họ đang nhắc tới cuộc thi y học mỗi năm một lần diễn ra sắp tới chợt chiếc điện thoại dùng cho việc cá nhân của ông ta đổ chuông. Quỷ kiến sầu đứng dậy, nói, mọi người, tôi thất lễ một lát. Ông ta nhanh chóng đi tới cuối phòng nhận điện thoại. Đại ca, không hay rồi, căn cứ của chúng ta đang bị bọn nào đó đến phá. Cái gì? Quỷ kiến sầu biến sắc. Giang thần nghe máy, anh nói bằng giọng rừng rưng, quỷ kiến sầu, ông lập tức về gặp tôi, nếu không thì đừng trách tôi hủy hoại căn cứ tình báo ngầm mà ông cất công gây dựng suốt mấy chục năm qua đấy nhé. Giang thần, Phương Vĩnh Cát xa sầm mặt mày, lạnh lùng nói, tôi cảnh cáo cậu, tốt nhất cậu đừng có làm càn, bằng không thì đừng trách tôi khiến cậu sống không bằng chết đó. Tôi chỉ cho ông một tiếng đồng hồ, nếu không về thì đừng trách tôi. Giang thần cứ thế cúp máy. Thằng khốn kiếp, quỷ kiến sầu tức quá ném cả điện thoại. Căn cứ tình báo ngầm này là tâm huyết suốt mấy chục năm của ông ta, đầu tư vào không biết bao nhiêu tiền của và công sức, ông ta tuyệt đối không thể để nó bị hủy hoại trong tay Giang Thần được. Chuẩn bị xe, chuẩn bị xe ngay. Ông ta không dám chậm trễ, lập tức gọi người tới chuẩn bị xe để về. Đồng thời, ông ta quay sang nói với những người còn lại, tập hợp những anh em lập tức tới trụ sở chính ứng cứu. Ông ta nắm trong tay căn cứ tình báo ngầm, đương nhiên có rất nhiều đàn em đi theo. Bọn họ đều là những tên giết người không chớp mắt, là phần tử ra tay rất tàn nhẫn, thâm độc. Giang Thần dám tới căn cứ của ông ta, anh đúng là chán sống rồi. Ông ta thừa biết Giang Thần từng là Hắc Long, nhưng giờ anh đã từ chức, không còn là Hắc Long nữa, cho nên có không ít người mong anh chết đi. Nếu ông ta có thể giết được Giang Thần thì cũng tức là đang giúp rất nhiều nhân vật tầm cỡ. Chương 244: Hai con đường. Khu vực ngoại ô, xưởng sửa chữa. Phương Vĩnh cát dẫn theo một đám người đến. Đợi đã, khi sắp đến xưởng sửa chữa ông ta đột nhiên dừng lại tài xế dừng xe ông ta lấy điện thoại ra ra lệnh đến xưởng sửa chữa xem hiện tại tình hình ở đó ra sao rồi phía sau một người đàn ông bước xuống từ một chiếc ô tô người đàn ông đó nhanh chóng bước chân về phía xưởng sửa chữa rất nhanh sau đó người đàn ông này đã quay trở lại đại ca bên ngoài xưởng sửa chữa toàn là người hơn nữa tất cả đều được trang bị vũ trang cái gì phương vĩnh cắt thay đổi sắc mặt kinh ngạc thốt lên, tất cả đều được trang bị vũ trang. Đúng vậy, nhìn bộ dạng của họ, chắc là quân đội đã được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Mẹ kiếp. Phương Vĩnh Cát giận dữ đấm vào xe. Đàn em của ông hỏi, đại ca, giờ làm sao đây? Phương Vĩnh Cát hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Ngay lập tức căn dặn, không được manh động, dặn dò xuống dưới, bảo tất cả mọi người sơ tán đi hết. Vâng. Phương Vĩnh Cát nhìn xưởng sửa trước phía trước rơi vào trầm ngâm. Ông không ngờ rằng Giang Thần lại dẫn cả quân đội đến. Ông làm hoạt động tình báo, nhiều người như vậy ngấm ngầm tiến vào, vậy mà ông lại không hề nhận được một chút tin tức gì. Xem ra đám người này được Giang Thần mang đến từ Nam Hoang, là quân Hắc Long đã được huấn luyện chuyên nghiệp, trải qua chiến tranh xa trường. Người của ông Toàn là đám quân đồ, cùng lắm thì có vài người là lính đánh thuê, sao đấu được với quân Hắc Long. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, ông chọn rút lui, đi đến trang viên độc lập cách đó hơn 1.000 mét. Tiến vào trang viên, đi ra sân sau. Bước vào cánh cửa bí mật, đi vào một lối đi ngầm. Bên dưới xưởng sửa chữa là địa bàn khổng lồ của ông ta. Nơi này có rất nhiều lối thoát, cũng có vô số lối đi vào. Ông có thể tự do đi lại ở mật đạo ngầm này. Chẳng mấy chốc ông đã đến mật thất nơi Giang Thần đang ở. Ông đi qua đó, nhìn thấy tất cả người của mình đều đang quỳ dưới đất, Bị chỉ súng vào đầu, sắc mặt ông trầm xuống. Nhưng ngay sau đó, ông mỉm cười bước tới, Giang Thần, quả là khách quý ít đến, không biết lần này cậu đến chỗ của tôi muốn nghe ngóng tin tức gì đây. Giang Thần nhìn Quỷ Kiến Sầu bước đến gần, nhìn đồng hồ, cười nhẹ, không tồi, rất đúng giờ. Chỉ về phía ghế sofa đối diện, ngồi xuống nói chuyện. Quỷ Kiến Sầu ngồi xuống ghế. Giang Thần cầm điếu thuốc lá trên bàn quăng qua phương vĩnh cắt chộp lấy nhưng không đốt hút giang thần tự đốt một cây quỷ kiến sầu anh ngẩng đầu lên nhìn quỷ kiến sầu đột nhiên trầm mặt lạnh giọng nói thần y phương ông giỏi lắm rồi phải không giang thần cậu cứ nói đùa quỷ kiến sầu ngoài cười nhưng trong không cười ông biết rõ giang thần đến đây là có ý đồ gì bây giờ ông chỉ đang giả ngu mà thôi bây giờ tôi cho ông hai con đường một là phục tùng tôi làm việc cho tôi nghe theo lệnh tôi hai là chết khi Giang Thần đến đây, anh vốn đã không định ôn hòa nói chuyện với Quỷ Kiến Sầu. Anh muốn dùng thủ đoạn như lôi sấm để thu phục Quỷ Kiến Sầu. Nếu như không thu phục được vậy thì cứ giết luôn. Sắc mặt của Quỷ Kiến Sầu dần tối sầm lại. Ông không ngờ rằng, Giang Thần vừa đến đã ra oai phủ đầu ông. Ông lâm vào trầm tư. Ông không muốn bản thân vất vả lăn lộn hơn nửa đời người, thành quả cứ thế làm mướn không công thuộc về kẻ khác. Nhưng nếu không đồng ý, ông tin chắc rằng Giang Thần sẽ không chút do dự giải quyết ông. Giang Thần tiếp tục mở lời, sự nhẫn nại của tôi có giới hạn, giết ông rồi, tôi hoàn toàn có thể tiếp quản mạng lưới tình báo ngầm mà ông gầy dựng bao năm nay, không giết ông, chỉ là vì cảm thấy ông vẫn còn chút giá trị, chỉ vậy mà thôi. Quỷ kiến sầu trầm mặt nói, Giang Thần, cậu thật độc đoán, cậu cho rằng có được mạng lưới tình báo ngầm này thì cậu sẽ có thể tiếp tục sống sao? Cậu không biết có bao nhiêu nhân vật lớn ngoài kia muốn giết cậu sao, cậu chỉ có một con đường chết chuyện này không cần ông phải lo giang thần nhìn chằm chằm vào ông tôi đếm đến ba không đồng ý thì đừng có trách tôi một hai ba được tôi đồng ý giang thần vừa đếm đến ba quỷ kiến sầu lập tức thỏa hiệp đối mặt với quân hắc long được huấn luyện nghiêm ngặt và trải qua nhiều trận chiến ông không còn cách nào cũng không có sức chống đối muốn sống sót chỉ có khuất phục dưới giang thần giúp anh ta làm việc bằng không, chỉ có con đường chết. Giang thần cười nhẹ, mọi thứ đều nằm trong dự kiến của anh. Những phế vật ở đây của ông đều bị tôi giải quyết hết rồi, từ nay, tôi sẽ đưa một ngàn người từ Nam Hoang đến cho ông sử dụng. Quỷ kiến sầu hít sâu một hơi. Quả nhiên là quân Hắc Long đến từ Nam Hoang. Quỷ kiến sầu, mạng lưới tình báo hiện tại của ông vẫn chưa đủ mạnh. Điều ông bây giờ cần làm là không ngừng mở rộng mạng lưới tình báo ngầm của mình. Tôi cần mạng lưới tình báo của ông thâm nhập vào kinh đô, thậm chí là thế giới. Quỷ Kiến Sầu nhìn Giang Thần một cái, nói, nói dễ dàng như vậy, cậu được, cậu đi làm đi. Giang Thần đem chuyện mở rộng mạng lưới tình báo nói một cách quá dễ dàng. Còn thâm nhập vào kinh đô, thâm nhập thế giới. Có dễ đến vậy sao? Quỷ Kiến Sầu, ông phải nhớ lấy, tính mạng hiện tại của ông đang nằm trong tay tôi, ông đang dùng giọng điệu gì nói với tôi? Thái độ nói chuyện với tôi phải nghiêm túc chút có tin là tôi có thể giết ông ngay tích khắc, sau đó bồi dưỡng một quỷ kiến sầu mới. Giang thần thờ ơ mở miệng, như thể đang nói một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Không phải, Giang thần, chuyện này thật sự không dễ như cậu nghĩ, tổ chức tình báo ngầm đều hoạt động lén lút, muốn thâm nhập vào một thành phố, cần trả giá cực kỳ lớn, cần có bước đệm. Giang thần xua tay, ngắt lời quỷ kiến sầu. Đây là việc của ông, nói chung điều ông cần làm là làm theo lời tôi nói, tôi có thể giúp đỡ nếu ông cần, ông cần tiền tôi cho tiền, ông cần người tôi cho người, nhưng, tôi tin là ông không thiếu tiền, ông cũng đã kiếm tiền được hơn nửa quãng đời rồi, kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì, giữ lại chôn theo hay gì. Quỷ kiến sầu không dám phản bác, chỉ là trong lòng thầm thì thào một câu, ai kiếm nhiều tiền chứ? Mộc Vinh, thuộc hạ ở đây. Giang thần dặn dò, phòng khám phàm nhân ông tạm thời đừng về nữa, ở lại đây giúp đỡ đại ca quỷ, nếu ông ta không làm việc tỉ mỉ, trực tiếp giết, tiếp quản hoàn toàn mạng lưới tình báo ngầm mà ông kiểm soát. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Quỷ kiến sầu bị dọa đến nỗi toàn thân đầy dẫy mồ hôi. Ông biết, Giang thần tuyệt đối không phải nói đùa. Giang thần, tôi nói đùa thôi, từ nay về sau, tôi nhất định toàn tâm toàn ý làm việc cho cậu. Giang thần gật đầu, mỉm cười nói, vậy mới đúng, ông yên tâm, sẽ không ai biết thân phận thật sự của ông, cũng sẽ không ai biết ông là thần y Phương Vĩnh Cát, người nhà ông cũng sẽ bình an vô sự, đặc biệt là cháu gái xinh đẹp kia của ông. Quỷ kiến thần sao mà không biết, gian thần đây là đang uy hiếp ông. Ông ngồi trên ghế sofa, như thể mất đi tinh khí thần sao vậy? Sao tinh, khí, thần là ba tố chất cơ bản trong cơ thể con người, chúng rất quan trọng đối với một con người tồn tại trong giai đoạn vật thể. Ông biết, từ nay về sau, ông chính là một con rối mặc cho người khác thao túng sau khi thu phục quỷ kiến sầu, Giang thần cũng không nán lại lâu, lập tức xoay người rời đi. Còn Mộc Vinh thì bắt đầu thu dọn mật thất ngầm. Quỷ kiến sầu đi theo từ đầu đến cuối. Nhìn thấy lính đánh thuê mà mình thuê mướn đều chết hết, quỷ kiến sầu không khỏi hoảng sợ. May là không có manh động. Nếu anh thật sự dẫn người đánh vào đây, thì người mà ông thuê, vốn dĩ không đủ một ngàn quân hắc Long giết. Giang thần lái xe về thành phố Giang Trung. Sau khi trở về Giang Trung, anh đi phòng khám phàm nhân, kéo theo ngân mị, vội vàng đi đến bệnh viện quân khu. Đi gặp tiểu hắc, nhân tiện gặp tiêu giao vương, để tiêu giao vương ra mặt, giúp ngân mị tạo một thân phận hợp lý. Bởi vì bây giờ anh không có quyền lợi, không cách nào giúp ngân mị tạo thân phận. Nhưng tiêu giao vương thì khác, ông giúp ngân mị tạo một thân phận, dễ dàng vô cùng. chương 245, đoạn video quảng bá. Bệnh viện quân khu, phòng bệnh hồi sức cấp cứu văn tâm đang xoa cơ thể cho tiểu hắc sau một vài ngày điều dưỡng tiểu hắc đã tỉnh dậy nhưng anh ta vẫn còn rất yếu giang thần dẫn theo ngân mị đi vào văn tâm đột nhiên dừng lại gọi anh giang giang thần hơi xua tay đi tới phát hiện ra tiểu hắc đã tỉnh rồi anh mới thở phào nhẹ nhỏ thời gian tiểu hắc tỉnh lại nhanh hơn anh dự đoán anh giang tiểu hắc nằm ở trên giường yếu ớt lên tiếng một giọng nói yếu ớt truyền đến thực sự xin lỗi là tôi vô dụng tôi đã gây phiền phức cho anh rồi giang thần ngồi xuống trước giường bệnh không sao cả mọi chuyện đã qua rồi anh cứ yên tâm dưỡng bệnh đợi sau khi vết thương bình phục khỏi bệnh chúng ta lại cùng nhau chinh chiến thế giới thoát ly khỏi chiến trường ở nam hoang chúng ta sẽ gầy dựng lại giang sơn ở thương trường giang trung ngoặc kép ừm tiểu hắc yếu ớt mở miệng giang thần đưa tay đặt lên mạch anh ta bắt mạch và chẩn đoán tình trạng cơ thể hiện tại của anh ta sau khi kiểm tra anh lại kê đơn đơn thuốc sau đó anh gọi điện thoại cho tiêu giao vương anh tiêu giao tôi đang ở bệnh viện quân khu nếu ông có thời gian thì đến đây một chuyến đi giang thần không trực tiếp đi tìm tiêu giao vương anh biết bây giờ tiêu giao vương đang bị theo dõi nếu anh đi tìm nhất định sẽ mang đến cho tiêu giao vương một chút phiền toái sau khi nhận được cuộc gọi tiêu giao vương đã nhanh chóng đến chưa đầy nửa tiếng đồng hồ ông ta xuất hiện trong phòng bệnh anh giang có chuyện gì vậy ông ta vừa tới đã hỏi thẳng vào vấn đề giang thần chỉ vào ngân mị đang đứng bên cạnh mình nói cô ấy là một dân ở chui không có thân phận ông giúp cô ấy tạo một thân phận hợp lý đi tiêu giao vương liếc nhìn ngân mị một cái không khỏi hỏi cô ấy là ai chuyện này thì ông không cần phải hỏi nhiều được tiêu giao vương cũng không hỏi nhiều ông ta hỏi ngân mị một số câu hỏi đơn giản chẳng hạn như tuổi tác đại loại vậy sau khi cha hỏi xong, ông ta bỏ đi. Văn Tâm cũng rất nhiều chuyện, cô ta kéo Giang Thần, thấp giọng hỏi, anh Giang, cô gái xinh đẹp này là ai vậy? Giang Thần cười nhẹ, không giải thích gì nhiều. Giang Thần không rời đi, mà ở lại bệnh viện cùng Tiểu Hắc, nói chuyện phiếm với Tiểu Hắc. Anh Giang, tôi muốn hút một điếu thuốc. Tiểu Hắc yếu ớt mở miệng. Tối hôm qua anh đã tỉnh dậy rồi, nên đã thèm thuốc lá rất lâu, nhưng Văn Tâm không cho anh ta hút. Được, không có vấn đề gì giang thần châm một điếu thuốc vì tiểu hắc không thể cử động tay chân nên anh đành phải cầm rồi bảo tiểu hắc hút anh giang anh hắc bị thương rất nặng sao có thể hút thuốc được vẻ mặt phan tâm tràn đầy sự bất mãn tốt xấu gì anh cũng là một cũng là thần y chẳng lẽ đến chuyện này còn không hiểu sao giang thần hơi xua tay cười nói không sao hút một điếu cũng không chết nổi đâu hút rồi thân thể cũng cảm thấy thoải mái vui vẻ như vậy sẽ đẩy nhanh quá trình hồi phục của vết thương của anh ấy. Văn tâm bĩu môi nói, đây là cái đạo lý ngang trái gì vậy? Giang thần cười nhẹ, tiểu hắc hút một điếu thuốc, trên khuôn mặt hiện lên vẻ hài lòng. Anh Giang, tình hình ở Nam Hoang thế nào rồi? Khi ở ngoại ô Thiên Sơn, tiểu hắc đã hôn mê từ sớm, hoàn toàn không có ý thức, cũng không biết lúc ở ngoại ô Thiên Sơn đã xảy ra chuyện gì. Chuyên trang đọc truyện gạch dưới chùm IYE vn gạch dưới. Giang thần đơn giản kể lại một lượt. Từ khi anh đến ngoại ô Thiên Sơn giao chiến với các võ đạo tông sư của 28 quốc gia, đến việc bị đại quân 100.000 người người truy sát, cuối cùng quay lại, bắt giữ các tướng quân của 28 quốc gia và tống tiền được hơn 9.000 tỷ nhân dân tệ. Trong lòng ngân mị chấn động, là một sát thủ, trước khi chấp hành nhiệm vụ của mình, cô ta đã điều tra kỹ càng về Giang thần. Cô ta cũng biết về trận chiến ở ngoại ô Thiên Sơn. Nhưng đây đều là tin đồn chưa được xác nhận. Bây giờ nghe Giang Thần nói ra, cô ta không khỏi sửng sốt. Chiến đấu với các võ đạo tông sư của 28 nước, tiêu diệt hàng chục phi cơ và bắt sống các tướng quân của 28 nước dưới sự truy sát của một đại quân hàng trăm nghìn người, đây là phương thức gì thế? Giang Thần nói tuy nghe nhẹ nhàng bình thản, nhưng người nghe lại cảm thấy thất kinh hồn vía. Đặc biệt là Tiểu Hắc. Anh ta là đại tướng quân của Nam Hoang anh ta biết sự khủng bố của võ đạo Tông Sư 28 nước. Biết được Giang Thần mang theo anh ta, muốn tránh được sự truy sát gắt gao của trăm nghìn quân khó khăn đến mức độ nào. Anh Giang, tiếp theo đây anh có dự định gì? Giang Thần hơi dừng lại, nói trước tiên anh cứ yên tâm dưỡng thương đi, đợi sau khi vết thương bình phục, có rất nhiều việc đang chờ anh làm. Ừm, Tiểu Hắc nói một cách yếu ớt. Giang Thần đã luôn ở trong bệnh viện. Ngay sau đó Tiêu Giao Vương cũng đã quay lại ông ta còn đem theo thẻ căn cước công dân đưa cho Giang Thần, thân phận đã làm xong. Giang Thần nhận lấy xem qua. Tên trên thẻ căn cước là Giang Nghị. Tiêu Giao Vương nói, thân phận là họ hàng xa của nhà họ Giang 10 năm trước, là em họ xa của cậu. Giang Thần cười nhẹ, tùy tiện ném sang cho Ngân Nghị. Ngân Nghị nhận lấy nó, nhìn thẻ căn cước, khuôn mặt xuất hiện vẻ khích động. Đã nhiều năm như vậy, cô ta vẫn luôn là một người không có thân phận, đã luôn sống ở thế giới ngầm, bây giờ cuối cùng cô ta cũng đã có thân phận quang minh chính đại rồi. Ngoặc kép, cảm ơn anh Giang. Giang thần hơi dừng lại, được rồi, cô quay về phòng khám phạm nhân trước đi, ở phòng khám bệnh chờ tiểu hắc hồi phục, sau đó chờ chỉ thị tiếp theo của tôi. Vâng, ngân mị gật đầu. Tiểu hắc, tôi về trước đây. Giang thần đánh tiếng với tiểu hắc xong rồi rời đi. Anh lái xe trở lại nhà họ đường. Trong gia đình chỉ có đường sở sở. Hà Diễm Mai và Đường Bác đã đến bệnh viện để thăm Đường Tùng. Đường Sở Sở đang ngồi trên ghế sofa một mình, cầm điện thoại di động xem video. Giang Thần mở cửa bước vào nhà. Cô lập tức vẫy tay gọi, chồng à, anh mau vào xem nè, đại hội Trung Y đã ra video quảng bá rồi này. Giang Thần bước tới, ngồi xuống bên cạnh Đường Sở Sở, anh cố ý ngồi thật gần Đường Sở Sở, ra thịt hai người sắp dính vào nhau. Đường Sở Sở cầm lấy điện thoại di động, mở ra một đoạn video ra anh xem này thật là sôi sục thật là nhiệt huyết giang thần cũng nhìn nó chằm chằm năm nghìn năm văn minh trung quốc năm nghìn năm kế thừa trung y tinh hoa của năm nghìn năm văn hóa trung quốc để lại ở đầu video truyền đến một âm thanh rất sôi sục tiếp theo là hình ảnh con đường trung y ở giang trung từng bệnh viện không ngừng hiện ra hội nghị y học cổ truyền trung quốc một buổi lễ long trọng hàng năm quy tụ các bác sĩ đông y từ khắp nơi trên đất nước, bao gồm các bác sĩ đông y lớn tuổi đã nổi tiếng nhiều năm và các bác sĩ lặng thầm không tên. Hàng triệu bác sĩ đông y tập hợp. Đây là một sự kiện lớn ở Trung Quốc, đây là một sự kiện lớn ở Giang Trung, đây là một sự kiện lớn ở Dược Đô, đây là một sự kiện lớn cho những người theo hành nghề trung y. Hàng triệu bác sĩ đông y tề tụ lại để cạnh tranh cho vinh quang cao nhất. Ai có thể bộc lộ tài năng và trở thành thần y mới? Liệu thần y phương sẽ bảo vệ được danh hiệu của mình, hay sẽ có một hắc mã khác lên ngôi? Ngay sau đó, trong video xuất hiện một ông già trong bộ đồ thời nhà Đường. Xin chào tất cả mọi người, tôi đã trở lại, tôi là vô cực dược ông Đào Bạch và tôi là đại diện của vô cực lưu. Vô cực lưu chủ yếu là về thuật châm cứu. Tôi chắc chắn sẽ giành chiến thắng trong đại hội trung y lần này. Xin chào mọi người, tôi là Mạc Giả, tôi là người đại diện cho Mạc Y. Mạc Y chủ yếu tập trung vào nghiên cứu thuốc, tôi sẽ đầy đại hội trung y lần này. Từng người một, những vị thầy thuốc nổi tiếng lâu năm xuất hiện trong video, để lại lời nhắn khiến dân tình máu huyết dâng trào. Đoạn video này mới được đăng tải vào sáng nay, nhưng chỉ trong nửa ngày, số lượt xem đã vượt mốc 100 triệu. Có thể thấy, dư luận đang rất chú ý đến đại hội trung y lần này. Giang Thần xem đoạn video này, cười nhẹ, thần y phương cái gì chứ, vô cực dược ông. Mặc giả gì chứ, ở trước mặt Hắc Long, thật không đáng nhắc đến. Đường Sở Sở không khỏi liếc nhìn Giang Thần. Hắc Long liên quan gì đến anh? Giang Thần sờ sờ mũi, nói, Hắc Long mới là thần y thực sự. Tướng quân Nam Hoang đều có y thuật tốt, tùy tiện chọn một người là đã có thể đánh bại những kẻ gọi là thần y này. Đương nhiên, anh cũng đã từng nhận được lời khuyên từ Hắc Long. Đáng tiếc, sẽ không bao giờ được nhìn thấy Hắc Long nữa nếu hắc long còn sống đại hội trung y này sẽ rất nhào nhiệt vẻ mặt đường sở sở u ám giang thần cười nói vợ à cứ chờ xem lần này anh nhất định sẽ đoạt danh hiệu thần y nâng cao thanh thế cho nhà họ đường đây cũng là khởi đầu cho sự phất lên của nhà họ đường chương 246, phong sát toàn thành phố đối với đại hội trung y lần này giang thần hoàn toàn không hề để tâm một chút xíu nào anh muốn giành được danh hiệu thần y không phải chuyện gì khó. Giờ anh đang nghĩ là làm cách nào để người ta đỡ bị kinh hoàng mà thôi. Có câu nói này của Giang Thần, Đường Sở Sở đã an tâm hơn nhiều rồi. Bây giờ cô đặt hết hy vọng lên người Giang Thần, nếu Giang Thần không thể đưa nhà họ Đường vượt qua giai đoạn khó khăn này, thì nhà họ Đường thật sự sẽ kết thúc, sau này bọn họ sẽ hoàn toàn trở thành một gia tộc cấp thấp. Cả nhà đang ăn tối. Cộc cộc cộc. Bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Giang Thần đứng dậy đi mở cửa có rất nhiều người đang đứng trước cửa, đường Thiên Long, cả nhà đường Hải, gia đình đường Kiệt. Nhìn thấy hơn 20 người đứng trước cửa, Giang thần cao mày hỏi, ông nội, có chuyện vậy? Hai, đường Thiên Long thở dài một hơi, để ông đi vào rồi hắn nói. Ông nội, mời vào. Giang thần mời đường Thiên Long vào nhà, nhìn thấy người nhà họ đường lại tới, sắc mặt Hà Diễm Mai lập tức u ám đi. Bố, bố ngồi đi, đường bác lập tức đứng dậy, mời đường Thiên Long ngồi xuống, rồi hỏi, bố đã ăn cơm chưa, con bảo Giang thần lấy thêm một đôi bát đũa nữa nhé. Lấy cái gì mà lấy? Hà Diễm Mai lạnh lùng nói, nhiều người như vậy, chút cơm chúng ta nấu làm sao mà đủ được. Nhà họ đường quá đông người. Cả nhà đường Hải, gia đình đường Kiệt, từ trên xuống dưới tổng cộng cũng phải hơn 20 người. Đường Thiên Long ngồi xuống, những người khác thì đứng. Giang thần không khỏi hỏi, không phải đã đưa ông một triệu nhân dân tệ rồi sao, sao không đi tìm nhà ở đi? Vẻ mặt đường thiên long rất u sầu, bất lực nói, nhà họ ngụy, nhà họ hứa đã đánh tiếng rồi, chúng ta đã tìm rất nhiều môi giới bất động sản, nhưng vừa nghe nói là người nhà họ đường, bọn họ đều không dám cho chúng ta thuê nhà, đi đến các khách sạn lớn, khách sạn biết chúng ta là người nhà họ đường thì đều không nhận chúng ta. Đường sở sở, tất cả đều là tại cô, đường mộng oánh chỉ vào mũi đường sở sở mắng, nếu như cô không đắc tội với nhà họ ngụy, thì nhà họ Đường sao có thể trở thành như bây giờ, cô là cái đồ sao chổi. Đường Mộng Oánh đã khó chịu với Đường Sở Sở từ lâu rồi. Bởi vì Đường Sở Sở mà nhà họ Đường gặp khó khăn, bạn trai cũng đã chia tay với cô ta, cô ta cũng đã dọn ra khỏi biệt thự của nhà họ Đường, sống lang thang đầu đường xó chợ, thậm chí tắm nước nóng cũng đã trở thành một chuyện hết sức xa xỉ rồi. Đường lỗi cũng chỉ vào mặt Đường Sở Sở, lớn tiếng mắng, đồ khốn kiếp dựa vào việc mình có chút nhan sắc mà tưởng là lợi hại lắm cậu chủ ngụy coi trọng mày mày lại khiến cho nhà họ ngụy phải mất mặt nếu không phải tại mày thì làm sao nhà họ đường có thể trở thành như thế này những người nhà họ đường khác đều lần lượt xỉ vả tất cả những lời khó nghe đều đã được nói ra đường sờ sờ cúi đầu không dám phản bác lại một câu nào bởi vì cô biết rằng chính bởi vì cô mà nhà họ đường mới thành ra như thế này đã làm loạn đủ chưa giang thần lớn tiếng quát đường lỗi lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào giang thần, tức giận nói, cái đồ vô dụng, mày gào cái gì chứ, mày chỉ là một tên con rể ở nhờ nhà vợ của nhà họ đường, mày có tư cách gì mà nói chuyện tao như vậy. Giang thần đứng dậy vung tay, là một cái tát. Chát, tiếng bạt tai rất rõ ràng và vang vọng. Mày, đường lỗi ôm khuôn mặt bị đánh của mình, đưa tay chỉ vào giang thần, tức giận vô cùng, vặn vẹo nắm đấm chuẩn bị đánh, ông đây sẽ giết mày. Đủ rồi, đường thiên long của trách còn chê chưa đủ lộn xộn nữa hay sao? Sau đó đường lỗi mới chịu dừng lại, hung hăng chừng mắt nhìn Giang thần. Giang thần lạnh lùng, hứ, một tiếng, nhìn về phía những người nhà họ đường trong phòng nói, nhà họ ngụy, nhà họ hứa quả thật là rất bá đạo, vậy mà lại phong sát nhà họ đường toàn thành phố, nhưng nhà họ đường tốt xấu gì cũng là một gia tộc lớn, có người thân thích của mình đúng không, chẳng lẽ không biết đến nhà người thân ở tạm, đêm hôm khuya khoát như thế này chạy đến nhà tôi làm gì. Giang thần cũng khó chịu nhìn nhà họ đường. Tuy rằng chuyện này là do sở sở dẫn tới. Nhưng sở sở cũng thân bất do so kỷ, hơn nữa anh đã rất nhân từ rồi, anh đã đưa cho đường thiên long một triệu nhân dân tệ, bảo ông ta thu xếp cơm ăn, áo mặc, chỗ ở cho lớn nhỏ trong gia đình. Bây giờ lại chạy đến đây để mắng chửi đường sở sở. Nếu không phải đều là người nhà họ đường, là người thân của đường sở sở, anh đã đánh người rồi. Đường thiên long thở dài, cháu không biết sau khi nhà họ đường xảy ra chuyện, những thân thích này đã cắt đứt qua lại với nhà họ đường rồi. Vợ của đường Hải là Lý Yến Mắng, tất cả chuyện này đều là do sao chổi đường sở sở hại nhà họ đường phải phá sản. Bây giờ ngay cả nhà mẹ đẻ của mình tôi còn không thể về được, gọi điện thoại đến cũng không có ai nhấc máy. Bà ta nhìn chằm chằm đường sở sở, nếu không phải ở đây có đông người, bà ta đã bắt đầu tát đường sở sở rồi. Hai Đường Thiên Long thở dài Thói đời là thế, khi có tiền, thì sẽ được nịnh hót, khi gặp khó khăn, thì sẽ bị dậu đổ bìm leo. Đường Thiên Long thở dài. Thói đời là thế, khi có tiền, thì sẽ được nịnh hót, khi gặp khó khăn, thì sẽ bị dậu đổ bìm leo. Đường sở sở ấm ước nhìn Giang Thần, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Giang Thần, nhỏ giọng hỏi, chồng à, anh có biện pháp gì không? Mau nghĩ cách để cho ông nội và những người khác yên ổn lại đã rồi hắn tính tiếp. Giang Thần nắm lấy tay đường sở sở, nói, ừm, anh sẽ tìm cách. Anh bước ra khỏi nhà, đi đến cầu thang bên ngoài, lấy R một điếu thuốc ra và châm lửa. Sau đó gọi điện thoại cho Bạch Tố. Anh, anh Giang. Từ trong điện thoại truyền đến giọng nói đầy kích động của Bạch Tô, cuối cùng anh cũng gọi điện đến rồi, anh không sao chứ? Không sao đâu, Bạch Tố, có khách sạn nào dưới trướng của tập đoàn thời đại khoa không? Có, dưới trướng thời đại khoa có một khách sạn thời đại khoa đang được cải tạo, trước mắt đang được cải tạo, dự kiến tháng tới sẽ bắt đầu kinh doanh lại. Hiện tại đã mua lại 3 khách sạn 5 sao ở thành phố Giang Trung rồi. Có, dưới chứng thời đại khoa có một khách sạn thời đại khoa đang được cải tạo. Trước mắt đang được cải tạo, dự kiến tháng tới sẽ bắt đầu kinh doanh lại. Hiện tại đã mua lại 3 khách sạn 5 sao ở thành phố Giang Trung rồi. Bạch Tố nhanh chóng báo cáo tình hình. Chỗ tôi có hơn 20 người cô giúp đỡ thu xếp một chút để bọn họ tạm thời ở lại. Được, anh Giang, anh đang ở đâu? Tôi sẽ cử người đến đón. Không cần đâu, cô cứ nói địa chỉ khách sạn, tôi sẽ cho người nhà họ đường đến đó. Nhân tiện, nhớ nói cho Hà Tâm biết một tiếng, cứ nói đó là khách sạn mà tôi nhờ Hà Tâm sắp xếp. Vâng, Giang thần cúp điện thoại, hút xong điếu thuốc, anh mới bước vào nhà. Mọi người trong phòng đều nhìn Giang thần. Mọi người trong phòng đều nhìn Giang thần, đường sở sở đi tới lo lắng hỏi chồng thế nào rồi giang thần cười nói đã giải quyết xong rồi hả vẻ mặt đường sở sở kinh ngạc hỏi nhà họ ngụy và nhà họ hứa đã hợp sức để đè ép nhà họ đường khiến cho nhà họ đường ở giang trung không thể làm gì được anh đã giải quyết vấn đề chỗ ở như thế nào giang thần cười nói chẳng lẽ em đã quên rồi à hà tâm làm việc ở tập đoàn thời đại khoa tốt xấu gì cô ấy cũng là quản lý của một bộ phận anh gọi một cuộc điện thoại là đã giải quyết được rồi dưới trướng của thời đại khoa có khách sạn thương minh năm tỉnh một tay che trời ở năm tỉnh nhưng tập đoàn thời đại khoa lại không sợ bọn họ ồ thì ra là như vậy đường sở sở chợt hiểu ra đường thiên long chống gậy đứng lên trên mặt lộ ra vẻ cảm kích giang thần lần này thực sự cảm ơn cháu rất nhiều nếu không có cháu gia đình chúng ta thật sự sẽ phải lưu lạc đầu đường xó chợ mất giang thần hơi xua tay cười nó ông nội người cùng một nhà mà, sao ông lại nói chuyện khách sáo như vậy, cứ yên tâm ở lại đó đi, đừng có gánh nặng tâm lý, sự khó khăn của nhà họ đường chỉ là tạm thời, sau này nhà họ đường sẽ vùng dậy mà thôi. Hừ, kiêu căng, vùng dậy à, khó đấy. Có đường sở sở ở đây, nhà họ đường vĩnh viễn sẽ không có được một ngày bình yên. Người nhà họ đường hằn học nói. Tình hình hiện tại của nhà họ đường thế nào bọn họ rất rõ ràng, muốn vùng dậy khó như lên trời đấy. Giang thần cười nhẹ, nhìn đường thiên long, rồi nói, ông nội, cháu tiến ông xuống lầu. Hai, đường thiên long lại thở dài nói, ông đã sống hơn nửa đời người, mới hiểu ra vĩnh viễn chỉ có người nhà của mình mới đáng tin cậy mà thôi. Giang thần lắc đầu nói, ông nội, ông nói vậy là sai rồi. Có khi ngay cả người nhà cũng không thể dựa vào được, người duy nhất có thể dựa dẫm chỉ có chính mình mà thôi. Đường Thiên Long nhìn Giang Thần thật lâu, Đường Thiên Long nhìn Giang Thần thật lâu. Bây giờ ông ta có một trực giác mạnh mẽ, Giang Thần đứa con rể ở nhờ nhà vợ của nhà họ Đường, thật không hề đơn giản. Trông có vẻ vô dụng, nhưng khi gặp chuyện anh lại không hề hoảng loạn, không nóng nảy hay thiếu kiên nhẫn. Từ trong xương tùy toát ra một khí chất ung dung và bình tĩnh. Có cảm giác lắm mưu nhiều kế, tự tin nắm chắc phần thắng trong tay. chương 247, truyền lời qua từng lớp trung gian. Giang thần đích thân hộ tống đường thiên long xuống lầu, sau đó nói với ông ta tên và địa chỉ của khách sạn, Giang thần, hay là cậu đi cùng với chúng tôi nhé. Một người vai dưới trong nhà họ đường lên tiếng, tha thiết nhìn về phía Giang thần. Buổi sáng hôm nay, bọn họ đã gánh chịu sự khinh khi cùng rẻ biểu. Từ người môi giới cho thuê phòng đến những khách sạn lớn, kể cả những khách sạn nhỏ đều biết bọn họ là người nhà họ đường cho nên không nơi nào chịu tiếp, lại còn đuổi đi. Bọn họ thật sự là sợ rồi còn chỗ này nếu tới đó rồi lại bị đuổi ra ngoài thì tối nay sẽ phải ngủ ngoài đường giang thần khẽ dừng tay lại nói không sao đâu mọi người cứ đi đi tôi đã chuẩn bị ổn thỏa cả rồi nhất định không có vấn đề gì đâu giang thần không có rộng lượng như thế anh có thể gọi điện thoại bảo bạch tố chuẩn bị phòng khách sạn đã coi như nể mặt đường sở sở lắm rồi nếu không thì anh mới không thèm quan tâm tới mấy chuyện này đâu giang thần nói xong cũng xoay người đi lên lầu đường thiên long nhìn mọi người nói, bây giờ nhà họ đường gặp khó khăn, chuyện ăn mặc đi lại đều cần dùng tới tiền. Đừng bắt xe, chúng ta đi xe buýt tới đó. Người nhà họ đường ai cũng bày ra một vẻ bất lực. Một nhà họ đường đã từng giàu nước phách đổ tưởng, bây giờ lại lưu lạc tới mức phải di chuyển bằng xe buýt. Người nhà họ đường đứng bên lề đường đợi xe buýt tới. Còn Bạch Tố thì sau khi nhận được điện thoại của Giang Thần cũng đã nhanh chóng đi chuẩn bị, trực tiếp dặn dò với thư ký bảo người kia đi sắp xếp. Thư ký này lại gọi điện cho người phụ trách mảng nhà hàng khách sạn của tập đoàn Thời Đại Khoa, bảo người phụ trách sắp xếp chuyện khách sạn. Mà người phụ trách này cũng lại dặn dò cho thư ký của mình. Thư ký ấy lại gọi điện thoại cho tổng giám đốc của khách sạn. Bây giờ đang là trời tối, giám đốc của khách sạn đang bận làm tình với một cô em xinh tươi mơn mởn bèn lấy điện thoại ra gọi cho quản lý đại sảnh của khách sạn, dặn dò công việc xong cũng nhanh chóng tắt máy, tiếp tục màn ân ái với cô em kia quản lý đại sảnh cũng không có ở khách sạn nên chỉ gọi trước cho bộ phận lễ tân ở đó sắp xếp phòng ốc. Trải qua tầng tầng lớp lớp cuộc điện thoại, bộ phận lễ tân cuối cùng mới nhận được thông báo của cấp trên. Khách sạn Huy Hoàng Đây là một khách sạn chuyển 5 sao ở Giang Trung, vừa được tập đoàn thời đại khoa thu mua lại, cũng nắm giữ 100% cổ phần. Bên ngoài khách sạn, một đám người tiến tới. Dẫn đầu là đường thiên long trong bộ đồ màu xanh nhạt, Ông ta chống gậy dắt già trẻ cả nhà họ Đường đi tới. "Chào mừng quý khách." Ở cửa khách sạn có một người lễ tân mặc đồ gợi cảm mỉm cười đón tiếp, dắt đám người của Đường Thiên Long vào trong khu nghỉ ngơi ở đại sảnh tầng 1. "Thưa ông, có đặt phòng trước không ạ?" À? Đường Thiên Long nói, "Ừm có đặt rồi, tôi là Đường Thiên Long, cô kiểm tra lại thử xem." "Vâng, ông chờ một chút." Nhân viên lễ tân lập tức đi tới quầy lễ tân tìm kiếm. Trước đó thì cô bé ở quầy thu ngân đã nhận được điện thoại của quản lý đại sảnh, nói giám đốc muốn cô chuẩn bị 20 căn phòng, nói là đường Thiên Long và nhà họ đường muốn vào ở. Vâng, có đặt rồi ạ. À. Cô bé ở quầy thu ngân mở miệng nói, xong lại lấy ra thẻ phòng đưa qua, dắt lên đi. Nhân viên lễ tân kia cầm lấy thẻ phòng quay trở về khu nghỉ ngơi. Ơ kìa, vào đúng lúc này có một giọng nói quái gở truyền tới. Một người đàn ông nhìn cũng khá đẹp trai đang vòng tay ôm eo một cô gái ăn mặc gợi cảm đang từ bên ngoài khách sạn tiến vào trong. Anh ta vừa vào đã thấy người nhà họ Đường ở khu nghỉ ngơi. Anh ta lập tức đi qua, nhìn người nhà họ Đường đang bày ra một vẻ tức tối. Liễu Sung, Đường Mộng Oánh nhìn thấy người này bèn lập tức đứng lên, trên mặt là một vẻ kích động. Nhưng đến khi nhìn qua người phụ nữ mà anh ta đang ôm kia, sắc mặt cũng lập tức tối sầm xuống. Đường Mộng Oánh đúng là trùng hợp thật đó. Tôi nghe nói hai nhà họ Ngụy và họ Hứa liên kết lại chèn ép nhà họ Đường, tất cả tài sản của nhà họ Đường đều đã bị tòa án tịch thu rồi. Hai nhà họ Hứa và họ Ngụy còn truyền tin là sẽ khiến nhà họ Đường không có chỗ dung thân ở Giang Trung này. Sao hả, mấy người còn có tiền ở khách sạn, khách sạn này còn dám tiếp đón mấy người à? Đường lỗi lập tức đứng lên quát, Liễu sung, mày không giúp đỡ thì thôi, sao lại còn dậu đổ bìm leo nữa, mày có xứng đáng với mộng oánh không? ha ha liễu sung cười phá lên sau lại duỗi tay sờ vào cặp ngực của người phụ nữ đi cùng một cái cậu liễu cậu kỳ quá à người phụ nữ kia tỏ vẻ thẹn thùng liễu sung cười nói tôi đã ngán cái cô nàng đường mộng oánh này từ lâu rồi muốn đổi người khác từ mấy đời rồi bây giờ nhà họ đường gặp khó khăn dĩ nhiên tôi phải chia tay với cô ta rồi anh xem em gái xinh đẹp này đi mới chi ra ba vạn thôi đã có thể bao cả tháng rồi còn đường mộng oánh tôi đã nạp vào cô ta bao nhiêu tiền rồi. Sắc mặt của đường mộng oánh âm u đến đáng sợ, sải bước tới tát một bãi tai. Bốp, tiếng tát tay lanh lành, vang dội khắp một khu. Dám đánh ông đây. Liễu sung lập tức nổi giận, nhấc chân lên đạp đường mộng oánh một cái. Một cú đạp đó trúng vào bụng khiến người kia ngã dạp ra trên đất. Đánh người, đánh người kia, đường lỗi hô hoán lên. Rất nhanh sau đó, bảo vệ cũng đã tới. Liễu sung nhìn đám bảo vệ, quát lên, tôi là người nhà họ Liễu, ai dám động tới. Nhưng người bảo vệ này làm gì biết nhà họ Liễu là ai. Nhưng nhìn vẻ mặt hiểm ác của Liễu Sung cũng khiến bọn họ thật sự bị dọa sợ, không dám hành động lỗ mãng thiếu suy nghĩ trước sau. Vào lúc này, nhân viên Lễ Tân vừa trở về từ chỗ quầy Lễ Tân kia đã cầm thẻ phòng đi tới, tôn kính gọi, ông Đường, đây là thẻ phòng, tôi dắt mọi người lên nhận phòng. Thấy cảnh này, Liễu Sung bày ra vẻ mặt rất đối ngờ hoặc thật sự có khách sạn dám tiếp nhận người nhà họ đường ư. Anh ta lập tức đứng ra nói, nè, giám đốc khách sạn của mấy người đâu. Đây chính là người nhà họ đường đó, nhà họ Ngụy và họ Hứa đã ra lệnh là ai dám tiếp nhận người nhà họ đường thì chính là đối nghịch với nhà họ Ngụy và họ Hứa đấy. Cô nhân viên lễ tân nhìn liếu sung một cái, cũng bị lời nói của anh ta dọa sợ rồi. Chuyện này quả thật là cô ta có nghe qua. Ngay lập tức, cô ta cầm lại thẻ phòng quay về chỗ quầy lễ tân xác nhận lại. Mà người nhà họ đường cũng bày ra vẻ mặt u ám. Liễu sung cười hả hả, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho hứa khung của nhà họ hứa. Quãng thời gian trước, anh ta trộm vía quen biết được hứa khung của nhà họ hứa, nhưng mà vẫn luôn chưa có cơ hội để nịnh hót, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội rồi. Người nhà họ đường quả thật đúng là duyên âm của anh ta mà. Nếu như lần này nịnh bợ được nhà họ Hứa thì nhà họ Liễu của anh ta cũng phất lên được rồi. Anh Hai Hứa khung, là em đây, Liễu Sung đây ạ, à. chúng ta quen biết nhau ở buổi tiệc lần trước đó ạ. À. à đúng rồi, hiện tại em đang ở khách sạn Huy Hoàng gặp người nhà họ Đường ở đây, dường như khách sạn Huy Hoàng này muốn cho Đường Thiên Long thuê phòng đó ạ. À. Hứa khung đã ngủ rồi. Đêm hôm khuya khoắt mà Liễu Sung gọi tới khiến anh ta rất tức giận. Nhưng sau khi nghe Liễu Sung nói xong, ngay lập tức cơn tức giận đó chuyển thành trận lôi đình. Ở Giang chung này lại còn người dám đối đầu với nhà họ hứa tao á. Anh ta hung hăng trợn trừng mắt, gọi một cuộc điện thoại, điều tra cho tôi khách sạn Huy Hoàng là của ai mở, nhà họ hứa tôi muốn phong sát khách sạn Huy Hoàng. Quầy lễ tân của khách sạn Huy Hoàng. Cô nhân viên lễ tân kia lần nữa quay trở lại. Tiểu Mẫn, là ai kêu cô cho mướn phòng vậy? Đó là đường Thiên Long và người nhà họ đường đó, là nhà họ đường mà bị nhà họ ngụy và nhà họ hứa phong sát đó. Cô còn dám cho họ mướn phòng, cô muốn chết hả? Cô bé ở quầy thu ngân bị dọa sợ, vội nói, là, là quản lý vương gọi điện thoại tới nói. Nhanh gọi lại xác nhận chút đi. Cô bé ở quần thu ngân lập tức gọi điện thoại cho quản lý đại sảnh. Quản lý vương, chuyện là như này. Trước đó anh có kêu tôi chừa 20 phòng cho nhà họ đường ở, nhưng họ chính là nhà họ Đường đã bị nhà họ Ngụy và nhà họ Hứa phong sát ạ, à? thật sự là vẫn cho bọn họ mướn sao? Hai nhà kia đã nói là nếu ai dám tiếp nhận giúp đỡ nhà họ Đường thì chính là đối nghịch với họ ạ. À? Quản lý Vương cũng bị dọa sợ, có chuyện này nữa sao? Kỳ thật anh ta không có nghe tin tức này, anh ta nhanh chóng gọi điện thoại cho tổng giám đốc để xác nhận lại. nhưng mà điện thoại của người kia lại không gọi được, anh ta ngẫm nghĩ một lúc nhà họ ngụy và nhà họ hứa chính là những gia đình rất giàu có và quyền lực mặc dù ông chủ khách sạn huy hoàng này cũng là một nhân vật tầm cỡ nhưng mà cũng không dám đắc tội với nhà họ ngụy và họ hứa anh ta không hề biết chuyện khách sạn huy hoàng đã bị mua lại anh ta suy nghĩ rồi lại gọi điện thoại cho quầy lễ tân dặn dò lập tức hủy bỏ đuôi người nhà họ đường ra khỏi khách sạn dạ sau khi cô bé ở quầy thu ngân nghe điện thoại xong lập tức dặn dò bảo vệ bảo vệ đuổi người nhà họ đường ra khỏi khách sạn đám bảo vệ lập tức đuổi người. Người nhà họ đường ngây ngốc. Chuyện gì thế này, mới vừa nãy còn tiếp đãi nồng hậu, sao bây giờ lại đuổi người rồi? Đường lỗi tức giận mắng to, cái tên giang thần đáng chết đó, nói là đã chuẩn bị êm xuôi xong lại khiến chúng ta ê chề, con thấy là nó cố tình rồi. chương 248, đường thiên long quỳ xuống. Hơn 20 người nhà họ đường, tất cả đều bị bảo vệ đuổi ra ngoài. Tất cả mọi người trong nhà mắng giang thần đến chết ông nội con đã nói tâm tính tên nhóc giang thần này không tốt mọi thứ đều chuẩn bị xong rồi cậu ta rõ ràng là dậu đổ bìm leo khiến cho chúng ta khó xử đúng vậy bây giờ xem như tôi đã hiểu rõ trước kia cậu ta nói ngay cả người nhà cũng không thể tin tưởng được là có ý gì đây rõ ràng là bảo cậu ta không đáng tin cậy sẽ không giúp chúng ta tất cả mọi người trong nhà chửi như tắt nước liễu sung đi theo ra ngoài tuy rằng anh ta đã từng là bạn trai của đường mộng oánh cũng có chút quan hệ với người nhà họ đường. Anh ta vốn không muốn chĩa mũi nhọn vào nhà họ đường. Nhưng mà hiện tại chĩa mũi nhọn vào nhà họ đường, chính là nịnh bợ nhà họ hứa và nhà họ ngụy. Nhà họ liễu có thể nước lặng chảy sâu được hay không, thì đều phụ thuộc vào lần này. Anh ta ôm cô gái gợi cảm đi ra, nhìn thấy tất cả mọi người của nhà họ đường, không tim không phổi mà cười, đường thiên long, không nghĩ tới ông cũng có ngày hôm nay, tôi đã sớm không vừa mắt người bảo thủ như ông rồi, không có tiền, còn chết vì sĩ diện, bây giờ gặp báo ứng rồi đúng không? Liễu sung, anh đủ rồi. Đường mau con trai út của đường kiệt đứng dậy, quát đuổi đi, lúc trước khi anh ở bên cạnh mộng oánh, nhà họ đường đối xử với anh như khách quý, bây giờ nhà họ đường gặp nạn, anh chia tay với mộng oánh chúng tôi cũng chưa nói cái gì, nhưng anh sao có thể bỏ đá xuống giếng như thế? Đối xử với tôi như khách quý. Liễu sung cười ầm lên, thật là cười chết tôi rồi, tôn trọng tôi, còn không phải nhìn vào lợi ích của tôi ở nhà họ liễu sao, muốn nịnh nọt nhà họ liễu, nếu như tôi không có tiền, không có quyền, nhà họ đừng có đối xử với tôi như vậy không, đường mộng oánh sẽ chịu làm bạn gái tôi sao, sẽ lên giường với tôi sao. Cô ta sẽ không, nói thẳng ra là, còn không phải nhìn vào tiền của tôi sao. Liễu sung mở miệng nói từng chữ một, trong giọng nói còn mang theo sự trào phúng. Thật đúng là ông nội như thế nào, thì con cháu như thế ấy, từ trên xuống dưới nhà họ đường, phẩm chất đạo đức đều như nhau. Đường mau Rốt của cũng không nhịn được nữa. Liễu Sung quá đáng, nói chuyện quá khó nghe, vọt qua, đấm một cú vào mặt anh ta. Cú đấm này nện vào ngay trên mũi anh ta. Cơn đau từ mũi truyền đi khắp toàn thân, một dòng máu tươi chảy ra. Liễu Sung đưa tay bụng mũi, tay trong nháy mắt đã bị nhiễm đỏ, vẻ mặt anh ta dữ tợn đáng sợ, gào thét nói, tên nhóc thối, dám đánh tao, mày xong rồi, mày xong đời rồi hiện tại tất cả gia tộc lớn ở giang trung đều nhìn chằm chằm vào nhà họ đường đều muốn tìm phiền phức cho nhà họ đường như vậy mới có thể nịt nọt nhà họ ngụy nhà họ hứa liễu sung đang lo không có cơ hội đường mau lại đánh anh ta anh ta gọi điện thoại cho bố mình là liễu thái huy trước bố con bị đánh con bị người ta đánh là người nhà họ đương con đang ở bên ngoài khách sạn huy hoàng bố mau tới đây bố mau ra mặt xử lý quậy cho chuyện này lớn một chút đây là cơ hội rất tốt để nịnh nọt nhà họ ngụy nhà họ hứa đó nghe thấy anh ta gọi điện thoại sắc mặt người nhà họ đường đều tái mét hết đường lỗi chỉ vào mũi đường mau mắng to đường mau mày không có đầu óc sao hiện tại tình cảnh nhà họ đường như thế nào mày còn không biết sao mày còn dám đánh nhau đây là đẩy nhà họ đường vào trong nước sôi lửa bỏng đấy đường mau lạnh lùng nói đường lỗi em là đang ra tay thay nhà anh tên khốn liếu sung này nói chuyện khó nghe như vậy anh có thể nghe nổi sao? Bốp, Đường Mộng Oánh vung tay đánh một phát vào người Đường Mao. Đường Mao, đây là chuyện của tôi, đến lượt cậu động vào sao? Mau xin lỗi cậu Liếu đi. Đường Mộng Oánh, con điếm như cô, em của tôi là vì cô mà ra tay, cô ngược lại lại giúp Liếu Sung, cô có còn lương tâm không vậy? Đường Dũng không nhìn được nữa, đứng ra, chỉ vào mũi Đường Mộng Oánh mắng lớn. Đủ rồi. Đường Thiên Long tức giận đâm cây gậy ba tong xuống cả giận nói còn ngại chưa đủ loạn sao im lặng hết cho tôi lúc này người nhà họ đường mới im lặng đường thiên long bất đắc dĩ thở dài nói quên đi đi thôi ông ta xoay người bước đi đi đâu đó liễu sung bụng máu mũi gào lên hôm nay bất kỳ người nào nhà họ đường cũng đừng nghĩ đến chuyện rời đi anh ta nhìn bảo vệ ở cổng khách sạn huy hoàng các người thất thần làm gì còn không mau cho người đến ngăn lại cho tôi nhà họ đường đắc tội với nhà họ ngụy nhà họ hứa, tôi đây là đang ra tay giúp hà họ ngụy nhà họ hứa, bây giờ tôi bị đánh, tới khi hai gia tộc lớn trách tội, các người có chịu nổi không? Nghe vậy, bảo vệ sợ hãi. Đội bảo vệ ngay lập tức sắp xếp nói cho người ngăn lại. Viết gì đó? Đường Thiên Long xoay người nhìn Liễu Sung, nét mặt già nua âm u, nói, Liễu Sung, thật sự phải tuyệt tình như vậy sao? Liễu Sung đi qua, nhấc chân đạp, trực tiếp đạp đường Thiên Long ngã trên mặt đất, Mắng to nói, lão già vô dụng, tôi tuyệt tình như vậy thì sao, tôi nói cho ông biết, nhà họ đường xong rồi. ầm, um, ông nội, tất cả mọi người nhà họ đường nhanh chóng phi tới, đỡ đường thiên long trên mặt đất dậy. Tất cả bọn họ đều tức giận mà nhìn liễu sung. Liễu sung lại không thèm đếm xỉa đến bọn họ, người nhà họ đường bị bảo vệ ngăn lại, cũng không có cách nào rời khỏi. Ông nội, cháu đói. Một cô bé tầm 5-6 tuổi mở miệng nói, đôi mắt trông mong mà nhìn đường thiên long. Đường Dũng kịp thời ôm lấy cô gái nhỏ, Vi Vi, đợi một lát, chút xíu nữa là chúng ta có thể ăn cơm rồi. Bố ơi, vì sao không về nhà ạ, Vi Vi đói lắm, Vi Vi mệt quá. Đường Thiên Long nhìn cô bé, trên gương mặt già nua cũng tràn đầy bất đắc dĩ, ông ta nhìn Liễu Sung, trên mặt mang vẻ cầu khẩn, nói cậu Liễu, rốt cuộc là cậu muốn thế nào mới có thể bỏ qua cho nhà họ đường. Liễu Sung chỉ lên trên mặt đất, la lên, đường Thiên Long, ông quỳ xuống cho tôi. Cơ thể Đường Thiên Long cứng đờ. "Bố, dù thế nào cũng đừng làm, ông nội, đừng nghe tên nhóc này." "Ông nội, ông quỳ đi, chúng ta thật sự đã cùng đường rồi, không thể đắc tội với người ta nữa đâu." Có người lôi kéo Đường Thiên Long, không cho ông ta quỳ. Cũng có người van xin Đường Thiên Long, muốn ông ta quỳ. Đường Thiên Long đầy xấu hổ nhìn Liễu Sung, vì nhà họ Đường, ông ta có xá gì? Ông ta ném gậy ba tong đi, phịch một cái quỳ trên mặt đất. Cầu xin nói, xin cậu Liếu bỏ qua cho. Khách sạn Huy Hoàng là khách sạn 5 sao, nằm ở khu vực nội thành Sầm Uất. Xung quanh không hề ít người qua lại vây xem. Nhìn thấy cảnh tượng này, đều lấy điện thoại di động ra, nhao nhao chụp lại. Liếu Sung cũng vậy, lấy điện thoại di động chụp lại, cười ha ha nói, "Ha ha. Đường Thiên Long, ông cũng có ngày hôm nay à, ông cho là ông quỳ xuống, tôi sẽ bỏ qua cho nhà họ Đường sao? Tôi nói cho ông biết, không có cửa đâu." nói xong, nhấc chân đạp, lại lần nữa đạp đường Thiên Long ngã trên mặt đất. Mà anh ta lại quay video lại, gửi cho Hứa Khung. "Cậu hứa, anh xem, đường Thiên Long cũng quỳ xuống rồi, ha ha, buồn cười quá." Hứa Khung nhận được video, cười nói, "Ha ha, tên nhóc này, làm tốt lắm, Hứa Khung tôi nhớ kỹ cậu rồi, sau này cậu đi theo tôi." Liễu Sung kích động. Có những lời này của Hứa Khung, vậy thì nhà họ Liễu phát triển rồi anh ta lại lần nữa gọi điện thoại cho Liễu Thí Huy, bố, bố tới chưa, nhanh lên, thuận tiện dẫn theo cảnh sát qua đây, con muốn kẻ đã đánh con phải ngồi tù, người nhà họ đường càng thảm, nhà họ hứa và nhà họ ngủi càng vui vẻ, bây giờ hứa khung của nhà họ hứa đã khen ngợi con rồi, cho con đi theo anh ta. Người nhà họ đường lại lần nữa đỡ đường thiên long dậy, mặt bọn họ đều xám như cho tàn, cả nhà đường hải, mắng đường mau dữ dội, đường mau lớn tiếng la lên dù sao cũng đã như vậy rồi, có cái gì ghê gớm đâu, người là tôi đánh, tôi nhất định sẽ không làm ảnh hưởng đến nhà họ đường, cùng lắm thì tôi ngồi tù cũng được. chương 249, đường mau bị bắt vào tù. Đường Thiên Long, một người coi trọng thể diện hơn bất cứ thứ gì khác, vì nhà họ đường, ông ta bỏ mặt mũi đi, buông tự tôn xuống, quỳ xuống trước tên hậu bối liễu sung này. Ông ta chỉ muốn giữ cho người nhà họ đường được bình yên. Nhưng mà, đây chẳng qua chỉ là thủ đoạn chế giễu nhà họ đường của Liễu Sung. Đường Thiên Long mặt xám như cho tàn. Tất cả mọi người nhà họ đường đều trầm mặc, chỉ có đường Mao không thèm quan tâm, người nào làm việc ngươi nấy. Cậu ta sẽ không làm liên lụy đến bất kỳ người nào nhà họ đường. Gia chủ nhà họ Liễu Liễu Thái Huy đến rất nhanh, đi theo còn có một vài người cảnh sát. Tuy rằng ở Giang Trung Liễu Thái Huy không thật sự là người tai to mặt lớn, nhưng mà cũng được xem là người có máu mặt. Nhà họ Liễu cũng là một gia tộc lớn, nhưng khi đem ra so với gia tộc như nhà họ Ngụy, nhà họ Hứa thì quá nhỏ bé. Sau khi biết Liễu Sung đã nịnh nọt được cậu ấm nhà họ Hứa thì đích thân tới. "Bố." Liễu Sung đi qua, trong lỗ mũi anh ta đút nhét khăn tay, bên trên còn dính máu tươi. Liễu Thái Huy vỗ bả vai anh ta, nói: "Liễu Sung, làm tốt lắm, nịnh nọt được nhà họ Hứa rồi, nhà họ Liễu chúng ta có thể vươn lên mạnh mẽ rồi." thậm chí sẽ trở thành nhà quyền thế chân chính ở Giang Trung. Nói xong, ông ta xoay người nhìn vẻ mặt tối sầm của rất nhiều người nhà họ đường, quát lớn, ai lại có gan lớn như vậy, dám ra tay đánh người. Tôi đánh, đường mau đứng dậy. Đường mau chỉ mới có 21 tuổi, người cao khoảng 1 m bảy, trông hơi béo, khuôn mặt tròn của cậu ta mang theo ngang tàn, khạc ra một ngụm nước miếng, mắng to nói, chính là tôi đánh, có cái gì thì đổ lên tôi, đừng làm liên lụy đến nhà họ đường tôi chỉ cần nhíu mày một cái, thì không phải là đường mau. Liễu Thái Huy liếc mắt nhìn hai người bảo vệ đi theo một cái, phân phó nói, đánh gãy chân cậu ta. Hai người bảo vệ ngay lập tức gật đầu, sắn tay áo lên đi về phía đường mau. Làm cái gì, đường Thiên Long đứng ra, chặn lại nói, giữa ban ngày ban mặt, còn không có không có vương. Ông nội, ông làm gì vậy? Đường lỗi đúng lúc kéo đường Thiên Long lại, khuyên, đây đã là lúc nào rồi, ông làm sao còn dám mở miệng nói, Việc này để cho tên nhóc đường mau gánh vác đi, nếu không thì nhà họ đường chúng ta không được yên đâu. Đồ khốn nạn! Đường Thiên Long quát lớn, mắng, bình thường dạy các người như thế nào, người một nhà phải đoàn kết, nó cũng là ra tay vì mộng oánh, bây giờ xảy ra chuyện, các người lại trốn tránh trách nhiệm. À, Liễu Thái Huy bật cười, ai dám nhúng tay vào, đánh cùng luôn, đánh lão già chết tiệt này một trận trước đi. Một người bảo vệ đi qua, nhấc chân đá vào người đường Thiên Long, ông ta bị đá ngã trên mặt đất, cơ thể va chạm với mặt đất, truyền đến cơn đau nhức tột cùng. người nhà họ Đường không một ai dám đứng ra, chỉ có Đường Mau, cậu ta nắm nắm đấm vào đến, hổn hển hét lớn, dám đánh ông nội tôi, ông đây giết chết các người, đánh cho tôi. Liễu Thái Huy ra lệnh, hai người bảo vệ tuân lệnh, nhanh chóng phóng về hướng Đường Mau. Đường Mau làm sao lại là đối thủ của bảo vệ được, trong nháy mắt bị vặn tay bị đá một phát ngã trên mặt đất, bị cho ăn một quyền đấm cước đá. Tiếng hét đau đớn vang vọng. Người nhà họ đường anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, cũng không có ai đứng ra ngăn cản. Đường Thiên Long đã bỏ lên rồi, ông ta ngồi dưới đất, nhịn không được mà rơi lệ. Đường mau bị đánh gần chết, hấp hối mà nằm trên mặt đất. Cuối cùng bị cảnh sát đưa đi. Liễu Thái Huy cũng không dám làm quá lớn mọi chuyện, cũng không xử lý những người khác của nhà họ đường. Người nhà họ Liễu rời đi rồi. Nhưng người nhà họ Đường lại ôm nhau khóc nức nở. Đây là cái nghiệp chướng gì vậy hả? Vì sao phải đối xử với chúng ta như vậy? Ông nội, mau nghĩ cách đi, sắp đêm rồi, chẳng lẽ thật sự phải ngủ trên đường lớn sao? Đường Thiên Long thật sự là không có cách nào cả. Tôi, tôi gọi một cuộc điện thoại cho Giang Thần. Đường Lỗi đúng lúc nói, "Ông nội, ông ngốc hả, chuyện này rõ ràng là do Giang Thần hãm hại chúng ta." Đến bây giờ ông vẫn tin tưởng anh ta sao? Đường Mộng Oánh gật đầu phụ họa nói, đúng vậy, bây giờ một nhà bọn họ nhất định là tụ lại một chỗ thảo luận về chúng ta, đang chê cười chúng ta. Giang Thần không phải là người như thế. Đường Thiên long lắc đầu, tuy rằng ông ta già, nhưng không hồ đồ, nhìn chuyện vẫn còn khá chuẩn. Giang Thần tốt hơn nhiều so với đám con cháu hăng hái tranh giành nhau này của ông ta. Ông ta không để ý đến sự phản đối của những người khác, gọi điện thoại cho Giang Thần nhà họ đường. Trong phòng, Giang thần đã nằm xuống rồi, điện thoại vang lên. Anh xoay người đứng lên, cầm lấy điện thoại trên bàn, nhìn thấy là đường thiên long gọi tới, không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì sao? Anh nhận điện thoại. Ông nội, làm sao vậy? Đường thiên long gọi điện thoại cho Giang thần, kể một lượt về chuyện đã xảy ra. Cháu biết rồi, chờ ở cửa khách sạn Huy Hoàng, cháu sẽ đến ngay lập tức. Vẻ mặt Giang thần bình tĩnh cúp điện thoại đường sở sở đã nằm trên giường hỏi làm sao vậy đã xảy ra chuyện gì giang thần vừa mặc quần áo vừa nói ông nội ở bên kia có chút chuyện anh đi xem một chút em ngủ trước đi em đi với anh nhé đường sở sở cũng chở mình đứng dậy giang thần dừng tay nói không cần anh tự đi được chút chuyện nhỏ thôi mà được vậy anh cẩn thận một chút giang thần gật đầu anh mặc quần áo rồi ra cửa lái xe chạy về phía khách sạn huy hoàng đồng thời gọi điện thoại cho bạch tố bạch tố cô đang làm gì đó bạch tố đã về đến nhà từ sớm đã định nghỉ ngơi rồi giang thần gọi điện thoại tới mắng to một trận cô ta không khỏi nghi ngờ nói giang anh giang làm sao vậy giang thần kể qua về sự việc một lần bạch tố bị dọa sợ đến mức cả người đổ mồ hôi lạnh anh giang thực xin lỗi đây là sơ suất của tôi tôi lập tức đuổi việc thư ký chút việc nhỏ đó cũng làm không xong Giang Thần trực tiếp nói, lập tức thông báo cho giám đốc của khách sạn Huy Hoàng, cho ông ta cuốn gói cút đi, phái một đám người của tập đoàn đến tiếp quản khách sạn Huy Hoàng, tôi đang trên đường đi đến khách sạn Huy Hoàng. Được, tôi tới ngay. Bạch Tố biết Giang Thần tới, cũng không dám chậm trễ, chờ mình đứng dậy, mặc quần áo bước ra cửa, trong khi ra ngoài, nhanh chóng gọi điện về cho trụ sở chính công ty thời đại khoa, để trụ sở chính sắp xếp một người qua đây tiếp nhận khách sạn Huy Hoàng đồng thời còn cho người thông báo cho quản lý đương nhiệm khách sạn Huy Hoàng. Giang thần đi đến với tốc độ rất nhanh, không đến nửa giờ, đã xuất hiện ở cửa khách sạn Huy Hoàng. Cách bên ngoài khách sạn không xa, bên cạnh hoàng rào bảo vệ xanh hóa ở bên cạnh đường lớn, tất cả mọi người nhà họ đường ngồi ở đó. Giang thần dừng xe xong xuôi, xuống xe. Nhìn thấy Giang thần, người nhà họ đường đang phờ phạc ngay lập tức lên tinh thần. Tất cả mọi người đều xông đến, chửi Giang thần như tắt nước. Giang thần biết rõ một vài người nhà họ đường là hạng người gì, cũng lời phản ứng lại với bọn họ. Trực tiếp đi tới bên cạnh đường Thiên Long, vẻ mặt ái náy, ông nội, thật xin lỗi, chuyện này là sơ sót của cháy, cháu đã xử lý xong rồi, quản lý khách sạn sẽ tới ngay thôi. Giang thần, mày là đặc biệt tới để chế nhạo bọn tao có đúng không? Đường lỗi chỉ vào mũi giang thần, mắng, còn quản lý khách sạn, mày cho rằng mày là ai hả, mày chính là một thằng con rể ở rể vô dụng. Đủ rồi, Đường Thiên Long quát lớn, "Mắng có thể im lặng một chút có được không?" Lúc này Đường Lỗi mới câm miệng. Cho tới bây giờ, Đường Thiên Long chỉ có thể lựa chọn việc tin tưởng Giang Thần. Trên mặt ông ta tràn đầy cảm kích, đã chế thế này, còn phiền cháu đi một chuyến, thật xấu hổ. Giang Thần khẽ dừng tay, nói, "Không có gì cả, chờ một lát nữa. Anh và người nhà họ Đường chờ ở bên ngoài khách sạn." Giám đốc của khách sạn Huy Hoàng tên Uông Thông sau khi ông ta lăn giường với một người mẫu trẻ lại lần nữa khởi động máy mới khởi động máy một lúc thì nhận được điện thoại lập tức cút đến khách sạn triệu tập tất cả thành viên ban quản lý khách sạn mở cuộc họp đây là điện thoại của trụ sở chính thời đại khoa thời đại khoa thu mua khách sạn huy hoàng nhưng mà lại không tuyên bố ra bên ngoài bây giờ người biết chuyện khách sạn bị mua lại cũng chỉ có mình ông ta còn các nhân viên của khách sạn cũng không biết uông thông nhìn thời gian một chút Bây giờ đã là một giờ sáng, đã đêm rồi còn họp cái gì chứ? Nhưng, ông ta cũng không dám chậm trễ. Thông báo cho bộ phận nhân sự khách sạn, yêu cầu bộ phận nhân sự gọi điện cho ban quản lý khách sạn, nửa giờ nữa sẽ tổ chức cuộc họp. Ông ta cũng bắt đầu mặc quần áo, sau khi mặc quần áo xong, nhanh chóng chạy đến khách sạn. chương 250, lại đuổi người đi. Bên ngoài khách sạn Huy Hoàng, trên khuôn mặt già nua của đường Thiên Long mang theo u sầu, Cả nhà Đường Kiệt cũng như vậy. Đường Kiệt đi tới trước mặt Giang Thần, trên mặt mang theo sự khẩn cầu, "Giang Thần, cháu có thể giúp nhà họ Đường lấy được khách sạn trong thời điểm quan trọng này, cháu có thể nghĩ cách để đưa a à Mao ra ngoài được không? Nó đắc tội với người nhà họ Liễu, mà nhà họ Liễu vì muốn nịnh nọt nhà họ Hứa, đã đánh gãy chân nó, nó vào tù nhất định sẽ chịu thiệt." "Bác hai, bác tin tưởng anh ta sao?" Trên mặt Đường lỗi tràn đầy khinh thường. "Không phải anh ta khinh thường Giang Thần?" nhưng mà Giang Thần là một tên bỏ đi, ngoại trừ ở nhà họ đường ăn nhờ ở đậu ra, còn có thể làm cái gì. giọng điệu của đường mộng oánh cũng kỳ quái nói, nếu như anh ta có bản lĩnh, sẽ không đến nhà họ đường ở rể. Vợ của đường Hải là Lý Yến cũng mở miệng nói, đúng vậy, trông cậy vào một tên bỏ đi, đầu óc của cả nhà các người đều rút vào rồi. Chồng, anh làm sao lại cầu xin một tên bỏ đi? Một người phụ nữ trung niên cũng lôi kéo đường Kiệt, bà ta là vợ của đường Kiệt, tên là Vương Dung vương dung cũng khó chịu nhìn giang thần bởi vì do đường sở sở làm hại nhà họ đường mà giang thần là chồng của đường sở sở này anh đây cũng là vì không còn cách nào nữa vẻ mặt đường kiệt bất đắc dĩ bây giờ nhà họ đường lâm vào cảnh khó khăn những mối quan hệ trước kia đều vô dụng ông ta là đã trị bệnh ngựa chết cũng coi như ngựa sống tất cả mọi người nhà họ đường đều không mong đợi rằng giang thần có thể cứu đường mau ra giang thần cũng biết sự việc đã xảy ra anh khinh thường cả nhà đường hải ở trong lòng đường mau ra mặt giúp nhà bọn họ nhà bọn họ ngược lại nói đường mau không đúng anh cam đoan thề thốt nói ông nội chú hai yên tâm đi chuyện này để cháu giải quyết đợi sắp xếp cho mọi người vào ở xong xuôi cháu sẽ tìm cách liên hệ rồi đưa đường mau ra ngoài nói khoác ai mà không nói được đường thiên long đâm cây gậy ba tong xuống quát to tất cả đều im lặng một chút có được không lúc này mọi người mới ngậm miệng lại một đám người kiên nhẫn đợi ở bên ngoài. Bởi vì phải mở cuộc họp nên nhân viên quản lý của khách sạn Huy Hoàng tới rất nhanh. Người đầu tiên đến chính là quản lý sảnh lớn Vương Thần, bởi vì anh ta sống ở khách sạn gần đây. "Chào quản lý Vương." Một người đàn ông khoảng 30 tuổi, mặc Âu phục, thắt cà vạt, cả người ăn mặc như một người đàn ông thành đạt bước vào khách sạn Huy Hoàng. Nữ tiếp tân đứng ở cửa mở miệng nói, trên mặt mang theo ý cười sáng lạn. Vương Thần cười gật đầu, "Ừ." vất vả rồi. Quản lý vương, người nhà họ đường còn đang ở bên ngoài, còn chưa có rời đi. Nữ tiếp tân nói qua chuyện xảy ra ở bên ngoài khách sạn một lần trước. À, thế hả? Vương thần vuốt cằm, chợt chỉ vào mấy người bảo vệ, nói to, đêm nay ông chủ muốn mở cuộc họp, các người đi theo tôi, đuổi người nhà họ đường đi, nếu như chuyện người nhà họ đường đứng ở bên ngoài khách sạn chúng ta bị người nhà họ hứa, nhà họ ngụy biết rồi, sẽ tìm ông chủ gây phiền phức, ông chủ trách tội, thế là xong đời. Dạ, mấy người bảo vệ dục dịch. Vương thần dẫn theo vài người bảo vệ bước ra ngoài khách sạn. Cách khách sạn 50 mét, tất cả mọi người nhà họ đường đều chờ ở chỗ này. Giờ phút này, một người đàn ông mặc âu phục màu đen dẫn theo mười mấy người bảo vệ đi tới. Vương thần đi tới, nhìn người nhà họ đường, la lên, này, các người làm cái gì vậy, mau cút cho tôi, cút xa một chút. Hôm nay người nhà họ đường đã phải nín nhịn cả một ngày, đã nhịn đến mức bụng phát hỏa. Đặc biệt là đường lỗi, anh ta đã quen với cuộc sống của thế hệ nhà giàu thứ hai, bây giờ lâm vào cảnh khó khăn, trong lòng không thể tiếp nhận nổi. Hiện tại anh ta đứng ở trên đường lớn, còn có người tới đuổi đi, anh ta ngay lập tức tức giận. Tên nhóc này, anh là ai, đường lớn là do anh xây sao? Vương thần ngẩng đầu ưỡn ngực, nói tên nhóc này, cậu hãy nghe cho kỹ đây, tôi tên là Vương thần, là quản lý sảnh lớn của khách sạn Huy Hoàng, các người đứng ở bên ngoài khách sạn Huy Hoàng, tôi có quyền đuổi các người đi, tôi đếm 3 tiếng, không đi thì đừng trách tôi không khách khí. 1 2 Đường Lỗi nghe thấy vậy, tức giận nổi trận lôi đình. Anh ta đứng ở trên đường lớn, người của khách sạn Huy Hoàng còn đến đuổi người. Anh không khách khí cho tôi xem một chút. Vẻ mặt anh ta ngang ngược. Anh ta không tin, đứng ở trên đường lớn, người của khách sạn Huy Hoàng có thể làm gì anh ta? 3 sau khi vương thần đếm tới ba, sắp xếp mười mấy người bảo vệ nói, đánh tên nhóc này một trận cho tôi. Mười mấy người bảo vệ mang theo côn điện vào tới, thượng cẳng chân hạ cẳng tay một trận với đường lỗi ngông cuồng tự cao tự đại. Người nhà họ đường nhao nhao tiến lên ngăn cản, nhưng, những người tiến lên ngăn cản đều bị đánh. Giang thần ngồi trên bậc thang bên cạnh hút thuốc, anh không thèm cam thiệp. Tên nhóc đường lỗi này quả thực thiếu đòn, dạy dỗ một chút cũng tốt. Nhìn thấy người nhà họ đường bị đánh, trên mặt Vương Thần tràn đầy vẻ hả hê. Làm khó nhà họ Đường rồi, nhà họ Ngụy, nhà họ Hứa chắc chắn vui vẻ, như vậy ông chủ cũng vui vẻ, đến lúc đó anh ta sẽ đợi để được thăng chức. Nghĩ tới những chuyện này, anh ta lại lần nữa phân phó nói, đuổi người đi cho tôi. Người nhà họ Đường bị đánh. Bây giờ không cần đuổi đi, bọn họ cũng rất tự giác mà rời đi. Cách khách sạn Huy Hoàng mấy trăm mét. Đường lối ngồi dưới đất, vươn tay bụng khuôn mặt bị đánh cho sưng phù, vẻ mặt uất hận. Mắng ông nội, ông xem, tới bây giờ rồi, ông vẫn tin tưởng tên nhóc Giang thần này sao? Đường Thiên Long cũng nhìn Giang thần, Giang thần này. Lúc này Giang thần mới đứng lên, nói ông nội, cháu đi qua xem thử. Giang thần đứng dậy, đi vào khách sạn Huy Hoàng. Giờ phút này, quản lý của khách sạn Huy Hoàng mới lần lượt đến nơi. Giám đốc Huông Thông, quản lý sảnh lớn Vương Thần và một số quản lý đều đứng ở cửa khách sạn. Vương Thần vuốt mông ngựa trên mặt đầy ý cười nói, "Giám đốc Uông, trước đó anh gọi điện đến, bảo tôi sắp xếp 20 căn phòng, tôi đã sắp xếp xong rồi, nhưng mà sau này mới biết người nhà họ Đường vào ở hoàn toàn đắc tội với nhà họ Ngụy và nhà họ Hứa, bây giờ hai gia tộc lớn đã nói, ai dám thu nhận người nhà họ Đường thì chính là đối đầu với hai gia tộc lớn." Vương Thần nói qua một lần về sự việc. Uông Thông nhíu mày, "Chuyện nhà họ Ngụy, nhà họ Hứa phong sát nhà họ Đường ông ta thực sự không biết." Nhưng mà là trụ sở chính công ty bên kia gọi điện tới, bảo ông ta sắp xếp phòng. Mà bây giờ trụ sở chính công ty lại lần nữa gọi điện tới, nói là muốn mở cuộc họp. Uông Thông có một dự cảm không tốt. Nhưng mà, loại cảm giác này trong nháy mắt đã biến mất. Ông ta cảm thấy nhất định là người nhà họ Đường đã đến trụ sở chính thời đại khoa van xin, trụ sở chính mới cho người gọi điện thoại tới sắp xếp phòng, hiện tại cấp cao ở trụ sở chính công ty đã biết chuyện này truy cứu xuống dưới, muốn truy cứu trách nhiệm của người sắp xếp phòng. Uông Thông nhìn Vương Thần, nói: "Vương Thần, chờ đến khi trụ sở chính công ty cho người đến hỏi chuyện, cậu gánh vác chuyện mở phòng, sau đó tôi che đậy cho cậu, cam đoan cậu sẽ được ăn ngon mặc đẹp, biết chưa?" "Quản lý Uông, có ý gì?" Vương Thần có chút khó hiểu. Uông Thông nhỏ giọng thương lượng: "Bây giờ nhà họ Đường đến bước đường cùng, tìm quan hệ rồi tìm đến trụ sở chính của thời đại khoa, trụ sở chính bên kia gọi điện thoại tới, Muốn tôi mở 20 căn phòng, bây giờ cấp cao bên trụ sở chính hẳn là biết chuyện này rồi, mà điều lệ quy định của thời đại khoa rất nghiêm, không thích nhất chính là sử dụng quan hệ làm việc riêng, bây giờ trụ sở chính bắt đầu truy cứu rồi, không biết bao nhiêu người xong đời. "Hả?" Vương Thần thay đổi sắc mặt, la lên, "Tôi gánh chuyện, vậy chẳng phải là tôi xong rồi sao?" Uông Thông vỗ bả vai anh ta, an ủi nói, "Không có việc gì, dù cho cậu bị đuổi việc rồi, chỉ cần tôi còn là quản lý, có thể giúp cậu tìm việc." nếu như tôi bị đuổi việc rồi, cậu cũng sẽ bị đuổi việc theo, đến lúc đó cũng sẽ không còn cách nào thay đổi. Được, được, tôi gánh vác. Sau khi vương thần suy nghĩ cẩn thận các mặt lợi hại, đậu đầu một cách mạnh mẽ, anh ta lại lần nữa nghi ngờ nói, đúng rồi, khách sạn chúng ta, từ khi nào thì trở thành của tập đoàn thời đại khoa. Uông Thông giải thích nói, mấy ngày hôm trước mới thu mua, vẫn chưa công bố ra ngoài, có lẽ là chưa tới quy trình đó. Audio điện tử võ tấn bền